Minasan konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video ngữ pháp dạy N3 bài đầu tiên trong chuỗi các bài giảng của khóa học online tiếng Nhật colam.vn. Chương trình ngữ pháp thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu ngữ pháp của cuốn Shinkansen Master N3, tức là cuốn Shinkansen Master N3 nha. Lý do mình lựa chọn cuốn sách này là vì sách có khá là đầy đủ cái lượng kiến thức ngữ pháp các bạn có thể thi N3 được, bởi vì là trong cái đề thi N3 ấy thì đôi khi nó chứa cả những cái phạm trù của N2, thậm chí là cả N1. Thì trong sách này nó mở rộng rất nhiều nên chúng ta có thể yên tâm về cái lượng ngữ pháp để thi N3 nha. Một điểm khác khá là hay là sách nhóm ngữ pháp theo bài, tức là ví dụ như là cùng một phạm trù so sánh nhất nha, thì sẽ thống kê các cái mẫu câu liên quan về so sánh nhất để chúng ta cùng học trong một bài hiểu là tức là về vấn đề so sánh nhất này thì có những mẫu này có thể nói được. Mỗi ngữ pháp thì đều có ví dụ đi kèm rất là dễ hiểu và thống kê công thức rõ ràng. Cứ sau 2 bài 1 sẽ có một bài test và sau khoảng 4 bài sẽ có bài test tổng. Các dạng bài test thì bám sát với cả đề thi GLPT nên là rất thuận tiện để cho chúng ta ôn thi. Tất nhiên là mỗi giáo trình sẽ có ưu điểm riêng, Mimikara cũng có ưu điểm riêng, mà Shinkansen cũng có ưu điểm riêng. Nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn xem giáo trình nào mà nó đầy đủ nhất, hay nhất để học, và chính là Shinkansen Master nha. Giới thiệu sơ lược về giáo trình như vậy thôi ạ. Bây giờ hãy cùng mình đi vào tìm hiểu luôn xem ngữ pháp bài đầu tiên của N3 ra sao. Hơi nhọ một chút là đúng bài đầu tiên là cái bài mà các bạn đang hồi hộp. Ôi không biết là lên N3 thấy cô bảo là trình độ nó khác hẳn rồi thì ngữ pháp sẽ ra sao, có khó quá không. Thì không may chúng ta là cái bài đầu tiên này thôi nha. Bài đầu tiên này thì lại có một số phạm trù ngữ pháp, thậm chí nếu mà nghiên cứu sâu nó có thể lên đến N1, nên sẽ hơi khó một chút xíu. Thế nhưng mà yên tâm, mình sẽ đi thật là chậm và chi tiết để các bạn hiểu bằng được thì thôi. Nên chúng ta đừng hoảng sợ. Và không phải bài nào cũng sẽ khó như bài này. Các bài khác có thể sẽ đơn giản hơn nên chúng ta cứ bình tĩnh nhé. Thực ra thì việc học ngữ pháp ý, chúng ta cứ hiểu là kể cả N3, N2 hay N1 đi chăng nữa vẫn chỉ là học ngữ pháp mới. Cứ giảng là sẽ hiểu thôi, nhưng chẳng qua là vì sao chúng ta học ngày càng nhiều nó bị chồng lên nhau ấy, có thể là cái nọ đè cái kia, thế là chúng ta bị quên kiến thức cái cũ, thế là thành ra khi dịch câu bị hoảng, ôi sao em vẫn không dịch được. Thì các bạn bình tĩnh nha, chúng ta cũng cần phải có những yếu tố khác như là từ vựng hay kanji nữa. Nên là những trường hợp mà các bạn nhìn câu nhưng chưa dịch ngay được, có thể là do vấp từ vựng, vấp chữ Hán hoặc là vấp những cái ngữ pháp cũ, thì chúng ta cũng đừng hoảng sợ, chúng ta cứ bình tĩnh tra lại đi, tra từ vựng, tra kanji và tra cả những ngữ pháp cũ xem là thế nào, sau đó dịch câu theo ngữ pháp mới nha. À, phải lưu ý một điều nữa trước khi vào bài này là so với cái tốc độ của khóa N5 và N4 thì N3 vì đã lên trình rồi nên mình sẽ không đi quá chậm và lê thê như trước nữa. Tất nhiên mình sẽ vẫn giảng chi tiết nhưng mà cái quá trình dịch câu sẽ nhanh hơn. Nên nếu như lúc mà mình dịch các bạn chưa dịch xong ấy thì chúng ta cũng đừng sợ, chúng ta cứ để đó hiểu đã nha. Còn sau đó các bạn sẽ tự mình dịch lại, nghiên cứu lại và xem lại bài nha. Mở đầu hơi dài dòng rồi, cùng đi vào tìm hiểu ngữ pháp hôm nay nào. Daika, bài số 1 hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề là Nanyani Toki. Toki, trước đây chúng ta học ở bài 23 của N5 rồi là gì nhở? Khi đúng không ạ? Khi về 1 thì về 2. Thì hôm nay tất nhiên chúng ta sẽ học những cái mẫu ngữ pháp mở rộng của cái chủ đề đó. Cụ thể, mẫu số 1 sẽ là mẫu Nanyani Uchi ni. Mẫu số 2, Ai da hay là Ai da ni. Mẫu số 3 hơi liên quan thôi, Te kara denai to hoặc Te kara denakereba. Mẫu cuối cùng thì có lẽ sẽ là mẫu gây ra độ khó cho hôm nay, chính là mẫu tokoro. Tokoro da thì không sao, nhưng mà tokoro đi kèm trợ từ, ví dụ như là tokoro o, e, de hay ni. Thì để mà nói nghiên cứu nó phải lên đến tầm ngữ pháp N1 cơ, nhưng không sao cả nha, làm sensei ở đây rồi, yên tâm nhé. Không chần chừ nữa, đi vào mẫu ngữ pháp đầu tiên nào. Mẫu đầu tiên, mẫu uchi ni sẽ có hai cách dùng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu theo từng phạm trù cách dùng một nhé. Đối với những bạn mà đã học cùng mình N5, N4 thì chắc đã quen với cả cái kiểu dạy của mình đó là gì. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích ví dụ để đoán ý nghĩa của cái công thức đó cũng như là cách thức tạo lập công thức ra sao. Đa phần sẽ là cái mô típ như vậy. Bạn nào mà chưa quen thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với mình nha. Giờ mình sẽ đưa ra một số ví dụ sử dụng mẫu uchi ni với cách dùng 1. Chúng ta sẽ cùng thử dịch nghĩa trong khi chưa biết cái ý nghĩa của uchi ni là gì. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn tranh kết hợp đoán ngữ cảnh để dịch cùng nhau. Đây chị, có một cô thì đang bê mâm cơm cho một ông lão, có thể là bón cho ông như thế đầu tiên đi và nói ông ấy như sau. Atatakai uchi ni tabete kudasai. Atatakai uchi ni tabete kudasai ne. Đồng ý là chúng ta chưa học nên chưa biết ý nghĩa của uchi ni là gì, nhưng các bạn thử đoán ngữ cảnh xem nào. Atatakai là gì nhỉ?
ấm đúng không? Còn ấm còn nóng ấy. Uchi ni tabete kudasai ne. Hãy ăn ấm. Hãy ăn gì nhỉ? Hãy ăn trong khi mà đồ ăn còn ấm còn nóng đúng không nào? Atatakai uchi ni tabete kudasai ne. Hãy ăn khi còn nóng khi còn ấm nhé. Thử ví dụ nữa nha. De ni sakura ka kirei na uchi ni hanami o shimashou. Nào, nếu thử dịch giống cách dịch của ví dụ 1 vừa nãy, chúng ta sẽ thấy câu này ra sao? Hanami o shimashou, cùng đi ngắm hoa. Hana sakura ga kirei na uchi ni, à trong khi mà cái hoa sakura vẫn đang còn nở đẹp đi đúng không ạ? Ví dụ thấy hoa sakura vẫn đang nở rất đẹp nhưng mà hai ông bà lão này thì chưa có đi ngắm hoa thì mới rủ nhau là gì? À hãy cùng nhau đi ngắm hoa trong lúc mà trong khi mà hoa sakura còn đang nở đẹp đi. Đê sang, nhìn tranh nha. Cậu bé đang làm gì nhỉ? Chơi game đúng không? Còn bà mẹ thì đang hình như là đi ra ngoài. Mình có câu sau đây. Haha ga deteiru uchi ni kokusori game o shiteita. Có một từ vựng trong câu này. Kokusori. Kokusori đây là vụng trộm, lén lút. Vậy có dịch được câu này chưa? Tôi đã gì à? Lén lút vụng trộm chơi game à, trong khi mà mẹ đang đi ra ngoài. Đây kaketeiru uchi ni. Đê yong. Ame ga furanai uchi ni hayaku kaeranakereba naranai. Nào, đọc câu và nhìn kết hợp tranh chúng ta thấy là gì đây? Hai chị này nhìn thấy ở ngoài trời mây đen và có vẻ như là gì nhỉ? Sắp mưa đúng không? Thì chị mới nói như sau. Ame ga furanai uchi ni hayaku kaeranakereba naranai. Phải về sớm gì nhỉ? À, trong khi mà trời chưa mưa hoặc là gì, trước khi mà trời mưa. Trong khi trời còn chưa mưa ấy, thì phải về sớm thôi. Vì đây là mẫu đầu tiên mình liệt kê khá là nhiều ví dụ này. Chúng ta đã thấy có những ví dụ liên quan đến ikeyoshi tính từ đây i, nakeyoshi tính từ đây na rồi này. Động từ thì khẳng định cũng như là phủ định. Bây giờ thêm một ví dụ với danh từ nữa nhé. Dokushin no uchi ni ironna kune ryoko shitai. Dokushin là gì? Độc thân đúng không? Tôi muốn đi du lịch thật là nhiều nước khi mà tôi còn độc thân. Đó dù chưa học nhưng nếu như chúng ta gặp đoạn ngữ cảnh từ các cái vế trước và vế sau, chúng ta có thể dịch được mẫu uchi ni này. Cách dùng một sẽ là gì nhỉ? À, trong khi mà còn đang vế một thì vế hai. Hoặc dịch ngược, làm vế hai trong lúc trong khi còn đang vế một. Hiểu cách khác là gì? Chúng ta sẽ làm vế hai trước khi mà cái vế một nó thay đổi trạng thái. Ví dụ này, atatakai uchi ni tabete kudasai, tức là gì? Hãy ăn khi mà đồ còn đang nóng, đang ấm ấy, thì trước khi nó thay đổi trạng thái từ ấm thành nguội sẽ không ngon nữa, thì chúng ta phải hãy ăn nhanh lên đúng không nào? Tương tự với các câu khác đó, trước khi mà cái vế một tức là hoa sakura nó thay đổi trạng thái, nó không còn đẹp nữa thì phải đi ngắm hoa ngay thôi. Rồi thì lén lút chơi game trước khi mà mẹ thay đổi trạng thái từ đang đi ra ngoài thành về nhà đúng không nào? Ví dụ số 4, trước khi thay đổi trạng thái vế một là gì? Trời đang không mưa trở thành trời mưa thì phải về nhà trước lúc đó thôi. Và các bạn để cho mình các cái đuôi nào. Các cái đuôi với hai chúng ta đang có những dạng thức gì? Te kudasai này, masho này, teita nakereba naranai, ryoko shitai đều là những gì nhỉ? À, với hai đều là dạng thức câu có ý chí đúng không nào? Đây là điểm cần lưu ý ở cách dùng 1 nha, bởi vì lát chúng ta sang cách dùng 2 thì cái với hai nó sẽ khác một chút. Toàn bộ các cái dạng thức với hai ở cái cách dùng một này đều là các mẫu câu có ý chí như te kudasai, nakedonanai hay về tai chẳng hạn. Để mà nói thì cái ý nghĩa của vế một này sẽ được dùng nhiều nhất cho mẫu uchi ni, nên các bạn phải chú ý nha. Mẫu uchi ni dịch là gì? Làm vế hai trong khi còn đang vế một, ăn trong khi còn đang ấm này, ngắm hoa khi còn đang đẹp này, muốn đi du lịch nhiều khi còn độc thân, hoặc là gì phải về sớm trước khi mà trời mưa hoặc trong khi trời còn đang chưa mưa. Đó, ý nghĩa này sẽ dùng nhiều nhất, nhưng phải chú ý cho mình với hai của nó là gì, những dạng thức câu có ý chí nha. Tiếp theo quan sát các ví dụ mình đã đưa. Phần trước uchi ni chúng ta chia như nào đây nhỉ? Câu 1, atatakai uchi ni, atatakai wa ikeyoshi desu ne, tính từ đây i đúng không ạ? Tiếp, kirei na uchi ni, nakeyoshi, kết hợp trực tiếp uchi ni. Cảm giác uchi ni đang giống như gì đây? Giống như một danh từ. Nên đuôi i thì kết hợp liền với cả uchi ni, đuôi na thì phải có na. Động từ đang thái chia gì? Futsuke đúng không ạ? Teiru hay là furanai. Và vì chúng ta vừa hiểu ngầm uchi ni là một danh từ nên danh từ kết hợp cùng danh từ sẽ phải có no, giống như là dokushin no uchi ni vậy. Thực tế mà nói thì
Lúc nãy mình có nói là ve futsuke nhưng không hẳn đâu. Trong mẫu này chúng ta sẽ không có thể tạ cộng uchi ni, nên chúng ta sẽ chỉ có là ve ru hoặc ve te ru hay ve nai uchi ni thôi nha. Tính từ đuôi y thì kết hợp trực tiếp này, đuôi na thì có na và danh từ có no cộng uchi ni, bởi vì uchi ni đang hiểu là một danh từ. Còn ve hai phải lưu ý cho mình là gì? Là những dạng thức câu có ý chí như ve tai, muốn gì đó, macho, hay là ra lệnh ai đó làm gì, khuyên ai đó làm gì, te kudasai chẳng hạn. Kantan de shou, dễ đúng không ạ? Bây giờ cùng mình dịch các cái câu ví dụ mà sách đưa ra cho các bạn nha. Tức là cái ví dụ lúc nãy mình đưa là ví dụ mình đưa thêm thôi. Bây giờ chúng ta sau khi tổng hợp công thức xong thường sẽ dịch các cái phần ví dụ trong sách đưa nhé. Deichi, Nihon ni iru uchi ni ichido Fujisan ni nobotte mitai. Dễ rồi, dịch nhanh nào. Tôi muốn gì đây nhỉ? Nobotte mitai. Te mima là muốn thử làm gì đúng không? Tôi muốn thử leo núi Phú Sĩ một lần trong khi mà tôi còn ở Nhật. Trong lúc còn ở Nhật. Deni, hai ice cream tokenai uchi ni hayaku tabete kudasai ne. Ví dụ bạn đi ra quán kem đúng không ạ? Người ta bê kem đến và hai ice cream, dạ kem đây ạ. Tokenai uchi ni hayaku tabete kudasai ne. Nghĩa là có đoán được nghĩa của tokeru không? Tokema đây là gì nhỉ? Tan là chảy đúng không ạ? Vậy câu này sẽ dịch là gì? Xin quý khách hãy ăn nhanh trước khi mà tan kem nhé. Hoặc dịch chuẩn hơn sẽ là gì? Xin hãy ăn nhanh trong lúc mà kem chưa tan nhé. Đề sang, akarui chi ni niwa no souji o shite shimao. Chúng ta có công thức về te shimaimasu. Hiểu là gì? Làm cho xong cái gì? Te shimao chính là dạng te shimaimasu đó. Tức là gì nhỉ? Dạng thức rủ thôi. Vậy câu này dịch là gì nhỉ? Cùng nhau dọn cho xong cái sân vườn trong lúc mà trời còn đang akarui, đang sáng nào. Cùng dọn dẹp sân vườn trong khi trời còn đang sáng nào. Sao rồi ạ? Ngữ pháp mở màn của N3 không khó chứ? Rõ ràng là không hề khó chút nào đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là luyện cho chắc thêm bằng bài tập dịch. Đầu tiên sẽ là bài tập dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Để các bạn có thời gian thẩm thấu hơn thì bây giờ mình sẽ đưa ra các câu tiếng Việt trước. Nếu được thì chúng ta sẽ cố gắng là dừng màn hình lại và tự thử dịch xem sao. Tất nhiên N3 thì có thể là đôi khi ví dụ sẽ có những cái từ vựng mới chẳng hạn, thì chúng ta lúc đó hãy tập tự tra nha. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ được dạy sẵn từ vựng nữa rồi. Bây giờ N3 là phải tự túc là hạnh phúc, nên các bạn hãy tự tra từ vựng nếu như gặp từ vựng mới. Tự tra để tự đặt câu, sau đó mới quay lại xem phần mình chữa nhé. Rồi, giờ thử tự áp dụng công thức mình vừa dạy và dịch nhanh cho mình các câu sau đây. いいですか? Được chưa ạ? Tất nhiên trên video mình sẽ không có để thời gian cho các bạn làm đâu, bởi vì như vậy thì thời lượng video rất là dài, các bạn sẽ bị nhàm chán. Các bạn tự pause lại, tự dừng màn hình lại để mà làm nha. Bây giờ thì mình sẽ chữa này. Câu số 1, cùng giặt quần áo trong lúc bé con còn đang ngủ đi nào. Bé con đây hiểu là bé sơ sinh, chúng ta sẽ dùng từ akachan đúng không ạ? Nào, bé con đang ngủ, akachan ga nete iru uchi ni. Giặt quần áo, sentaku shimashou. Akachan ga nete iru uchi ni sentaku shimashou. 2. Bạn nên về nhà trước khi trời tối, hiểu là gì? Trong khi trời còn chưa tối ý. Trong khi trời chưa tối nó thế nào nhỉ? Tối là gì? Kurai đúng không ạ? Sáng là akarui thì bạn sẽ nói thành là kuraku naranai. Kuraku cộng narimasu mà, nhưng mà chưa tức là không đúng không ạ? Kuraku naranai uchi ni nên về sớm, hayaku kaeta hoga ii. Kuraku naranai uchi ni ie kaeta hoga ii. 3. Tôi muốn đi du lịch nhiều nơi cùng bố mẹ trong khi mà bố mẹ còn đang khỏe mạnh. Khỏe mạnh là gì? Genki đúng không ạ? Genki thì đuôi na nên sẽ chia là genki na. Ryoshin ga genki na uchi ni. Đi cùng, không cần nhắc lại từ bố mẹ nữa, chúng ta chỉ nói là isshō ni thôi. Isshō ni, nhiều nơi, ironna tokoro e ryōkō shitai. Ryoshin ga genki na uchi ni isshō ni ironna tokoro e ryōkō shitai. 4. Hãy để nguội chút đi, đừng ăn trong khi còn đang nóng. Nào, để nguội làm nguội. Nếu như bạn nào mà học từ vựng rồi mới quay qua học ngữ pháp, chúng ta sẽ biết được từ làm nguội là samasu desu ne. Còn bạn nào chưa biết, chúng ta tra từ điển nha. Làm nguội là samasu. Thì chúng ta sẽ có là gì? Chotto, hãy để cho nó nguội đem đi. Chotto samashite. Lịch sự hơn là chotto samashite kudasai. Cần nói ngắn là chotto samashite cũng được, ví dụ mẹ bảo con đấy. Chotto samashite, đừng ăn khi còn đang nóng. Không hẳn là ấm nữa mà là nóng, chúng ta dùng từ là gì? Atsui đúng không ạ? Atsui uchi ni tabenai de.
暑いうちに食べないでね. 5番 nên tiết kiệm sẵn tiền trong khả năng có thể khi còn độc thân. Khi còn độc thân thì dễ rồi, danh từ nối bởi no thôi. 独身のうちに. Trong khả năng có thể chúng ta sẽ có từ できるだけ. 独身のうちに. できるだけ. Tiết kiệm tiền thì nói thế nào nhỉ? お金を貯金します, đúng không ạ? Bạn nên tiết kiệm sẵn tiền. Có thể kết hợp công thức sẵn là gì? Với ておきます thành お金を貯金しておいた方がいい. Nên làm gì với ta方がいい? Lại cả câu nha. 独身のうちにできるだけお金を貯金しておいた方がいい. Để chắc hơn lần nữa thì hãy cùng mình làm bài tập ngược lại là dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Nhắc lại, những bạn nào mà đang cần học gấp, muốn học nhanh, tập trung chính vào ngữ pháp thôi, còn có thể bỏ qua các phần bài tập dịch của mình nha. Cái phong cách dạy của mình thường là khá là chi tiết ý, nên là mình có đưa nhiều. Thành ra nhiều bạn nói là xem video của cô dài mệt lắm. Bạn nào thấy mê thì có thể bỏ qua các phần này. Và các bạn bỏ qua theo một hình thức là xem video thôi. Còn các bạn vẫn nên xem phần bài tập để các bạn làm thêm để củng cố kiến thức nhá. Còn trong quá trình chữa mà thấy là không cần thiết thì có thể bỏ qua, đi sang phần giảng ngữ pháp tiếp theo của mình. Còn bạn nào vẫn thích chi tiết cơ thì tiếp tục phần bài tập và chữa của mình nào. Giờ trước hết hãy thử tự dịch nha. Nhắc lại là có từ vựng thì hãy tự tra và dịch. Sau đó thì sẽ xem phần chữa của mình. いいですか? Được chưa ạ? Dịch nào? 1番 人生は短いよ. だからできるうちに楽しく暮らそう. 人生は短いよ. Cuộc đời thì ngắn lắm. だから, vậy nên. 暮らそう, nghĩa là gì nhở? Cùng sống vui. 楽しく暮らそう, cùng sống vui. Hãy sống vui khi mà できるうちに còn có thể. Cuộc đời ngắn lắm, vậy nên hãy sống vui khi còn có thể nhé. 2番 父は私が若いうちに 留学するのを望んでいる. 望む chính là gì nhỉ? Mong đúng không ạ? Bố tôi luôn mong tôi đi 留学, du học trong lúc mà tôi còn quá khai, trẻ. Bố tôi mong muốn rằng tôi đi du học khi còn trẻ. 3番 冷めると美味しくないので 温かいうちに召し上がってください. 冷める thì là gì? Nguội. Tự động từ nha. Sameruto oishikunai, vì nguội sẽ không ngon nữa, cho nên là gì? Meshiagatte là gì nhỉ? Hãy ăn, dạng kính ngữ của tabemau thôi đúng không nào? Xin hãy ăn trong khi còn đang ấm đi ạ. Vì nguội sẽ không ngon nên xin hãy ăn khi còn đang ấm. 4番 Ato ni natte koukai shinai you ni wakai uchi ni shikkari benkyou shite okinasai. Vế 1 Ato ni natte koukai shinai you ni. Koukai đây là gì? Hối hận, hối tiếc. Để sau này không phải hối tiếc ý. Thì wakai uchi ni, trong lúc mà còn trẻ, hãy shikkari benkyou shite okinasai. Hãy học một cách shikkari, ở đây là hiểu là nghiêm túc nha. Hãy học thật là nghiêm túc khi mà còn trẻ đi. Lời nhắn cho các bạn đó. Để sau này không hối tiếc thì hãy học nghiêm túc khi còn trẻ đi. 5番 Tetsu wa atsui uchi ni utte toyu no wa wakai uchi ni kitaeta hou ga ii toyu imi da. Đây là một cái câu châm ngôn, câu thành ngữ các bạn ạ. Tetsu wa atsui uchi ni utte. Phân tích cái câu thành ngữ này trước nhé. Tetsu ở đây hiểu là gì? Sắt. Atsui uchi ni utte hiểu là sắt, hãy rèn khi còn đang nóng. Chúng ta có từ vựng kitaeru. Trong kitaeta hou ga ii đấy, kitaeru hiểu là rèn luyện. Câu thành ngữ sắt hãy rèn khi còn đang nóng thì toyu no wa toyu imi da, nó có nghĩa là, đây là phần giải nghĩa đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Hãy nên rèn luyện kitaeru, rèn luyện khi mà wakai uchi ni, khi còn trẻ. Câu châm ngôn sắt thì hãy rèn khi còn đang nóng, nó có nghĩa là gì? Bạn nên rèn luyện khi còn trẻ. Sao rồi ạ? Với một loạt ví dụ đưa ra phần donil. Donil tức là cái phần mở đầu để tìm hiểu ngữ pháp đấy. Rồi thì ví dụ trong sách và hai bài tập dịch vừa rồi, các bạn đã thấy chắc chắn về cái mẫu uchi ni cách dùng một này chưa? Nhầm lại với nhau nha, uchi ni cách dùng một nghĩa là gì nhở? Làm với hai trong lúc trong khi còn đang với một, hoặc với công thức mà nai ý. Nai uchi ni có thể dịch là gì? Trong khi chưa với một hoặc là trước khi với một cũng được nha. Uchi ni ở đây thì như một danh từ, nên về cách chia chúng ta sẽ có là động từ, trừ thể tạ ra thì v đựng t đựng v nai này, tính từ đuôi y đi liền, đuôi na thì là na, mà danh từ thì là no. Nhưng điểm lưu ý quan trọng nhất phải chú ý cho mình là gì? V2 của chúng ta phải là những dạng thức câu có ý chí nhé. Có ý chí là gì? V tai macho hay tạo hogai na kiểu như là nai chẳng hạn, tức là những mẫu đó thì hay gặp. Còn tất nhiên có thể chỉ là động từ thông thường thôi, nhưng mà nó là từ có ý chí chứ không phải là vô ý chí là được. Rồi đi tìm hiểu luôn cách dùng số 2 nha.
Đầu tiên là phần Doni tiếp tục nghiên cứu ngữ pháp của mình qua các câu ví dụ nào. 1番 私と英語を見ているうちに彼は寝てしまった. Đoán nghĩa xem nào. 私と英語を見ているうちに彼は寝てしまった. 寝てしまった là gì? À, anh ấy đã ngủ mất. 私と英語を見ている. Trong lúc mà đang xem phim với tôi thì anh ấy lại ngủ mất. Dịch thấy cũng hợp lý đấy, thử đi tiếp ví dụ nha. 2番 気づかないうちに外は暗くなっていた. 気づく là chú ý để ý. 気づかない sẽ hiểu là gì? Cái lúc mà tôi còn đang không để ý thì với hai 外が暗くなっていた. Trời đã tối từ bao giờ? Chị miệt mài vẽ tranh và trong lúc chị không để ý thì trời đã tối từ bao giờ? Đề sang しばらく会わないうちに痩せましたね. Anh này làm sao đây? Shibaraku awanai, lâu không gặp chị này và thấy chị đã yasemashita ne. Yaseru nghĩa là gầy. Lâu không gặp thì chị đã gầy đi rồi nhỉ? Trong một thời gian, sau một thời gian không gặp thì chị đã gầy đi rồi nhỉ? Deyou, nandomo hanashiau uchi ni tagai no rikai ga fukamatta. Nandomo hanashiau uchi ni, sau khi mà cùng nhau thỏa thuận trao đổi nhiều lần ý, thì tagai no rikai ga fukamatta. Tagai no rikai hiểu là cái sự hiểu lẫn nhau ấy. Tagai là lẫn nhau hai chiều nhá. Fukamatta là sâu sắc thêm. Dịch thoáng hơn câu này là gì? À, sau khi mà trao đổi nhiều lần, sau một thời gian mà cứ trao đổi bàn bạc nói chuyện nhiều lần ấy thì đã hiểu nhau hơn, hiểu nhau sâu thêm. Hiểu ngầm sẽ là gì? Tức là ban đầu thì chưa có hiểu nhau nhưng sau khi một thời gian nói chuyện, trao đổi bàn bạc nhiều lần thì đã hiểu nhau hơn rồi. Một ví dụ cuối cùng với danh từ. Yoru no uchi ni ame ga yanda yō desu. Hình như là dường như là mưa đã tạnh, đã ngừng trong đêm. Yoru no uchi ni. Cách dùng hai này về phần dịch sẽ hơi bị ai mai, khó hiểu hơn cái cách dùng một chút. Và các bạn chúng ta thấy có một số câu thì vẫn dịch là gì thôi nhỉ? Khi về một thì về hai. Một số câu lại dịch là gì nhỉ? Sau một thời gian về một thì về hai. Ví dụ sau một thời gian không gặp ấy thì đã thay đổi trạng thái là gầy rồi nhỉ? Hay là sau một thời gian mà nói chuyện nhiều lần thì đã hiểu nhau hơn? Thì cái về một ở đây ấy, nó là một cái việc gì đó được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Còn vế 2 là thể hiện sự biến đổi. Thế nhưng mà đây đều là dạng thức gì, các bạn nhìn xem. Te shimatta, teita, yasemashita, fukamatta hay yanda đều là những cái dạng thức câu làm sao không có ý chí. Đây là mấu chốt quan trọng để mà phân biệt cách dùng 1, cách dùng 2 nha. Vế 2 đều thể hiện sự biến đổi như là dạng thức câu không có ý chí. Biến đổi là gì? Đầu tiên đang xem nhưng mà lại ngủ mất này. Trời đang sáng thì biến đổi thành tối từ bao giờ? Rồi trước đây thì không thấy gầy như thế mà bây giờ đã biến đổi thành gầy đi rồi. Ban đầu chưa hiểu nhau thì rồi đã hiểu sâu sắc thêm. Đại khái ở cái cách dùng hai này thì nhớ kỹ cho mình hai điểm. Thứ nhất, vế hai là dạng thức gì? Không có ý chí và nó là một cái gì đấy nó biến đổi. Được chưa nào? Còn cách dịch thì có thể dịch là gì nhỉ? Trong khi vế một thì vế hai, bình thường như vậy thôi. Cứ dịch thế thôi, trong khi đang xem phim thì anh ngủ mất chẳng hạn, đúng không ạ? Cứ dịch là trong khi với một thì với hai bình thường này. Hoặc là gì, sau một thời gian gì đó, nhất là hay đi kèm các cụm như là nan kai mo nan do mo, cái gì đó chẳng hạn, thì thường là sau một thời gian gì đấy nhiều lần hoặc là sau một thời gian không gặp ý, thì cái gì đấy biến đổi, chúng ta sẽ dịch như vậy nhé. Còn chủ yếu uchini sẽ thường bắt gặp ở cái cách dùng một hơn, nhưng chúng ta vẫn cần học cách dùng hai để khi gặp, khi mà trong đề thi có thì vẫn làm được, đúng không nào? Với cách dùng hai này thì công thức sẽ ngắn gọn hơn một chút, là chúng ta sẽ chỉ có dạng động từ ở dạng đự, tê đự hoặc vê nai cộng uchini. Ngoài ra thì có đôi khi, mặc dù sách thì không thống kê nhưng mình có gặp dạng thức là danh từ no thì mình đưa thêm vào luôn. Ví dụ như cái câu ví dụ 5 lúc nãy đó, đó là gì? Hình như là trời đã tạnh mưa trong đêm rồi. Thì danh từ no uchini với hai dạng biến đổi mà vô ý chí cũng có xuất hiện nha, bạn có thể nhớ thêm. Không có phần tính từ đôi y đôi na ở đây. Cùng mình dịch nhanh các câu ví dụ trong sách nào. 1番 音楽を聴いているうちに眠ってしまった. Tôi đã gì? 眠る, ngủ mất tiêu khi đang nghe nhạc. 2. 少し難しい曲でも練習を重ねるうちに弾けるようになりますよ. Dù là bản nhạc hơi khó một chút nhưng khi mà 練習を重ねるうちに, 重ねる hiểu đây là tăng cường chồng chất ý. Dịch thoáng là tăng cường luyện tập nha. Nhưng mà khi mà bạn tăng cường luyện tập hoặc sau một thời gian tăng cường luyện tập ý,
thì bạn sẽ hikeru yō ni narimasu yo, sẽ có thể đánh được thôi. Cái hikeru yō ni narimasu cũng là dạng thức vô ý chí đúng không nào? 3 番 Futo sōto o miru to ki ga tsukanai uchi ni ame ga furidashite ita. Chúng ta có cái phó từ futo, ở đây hiểu là bất giác nha. Futo sōto o miru to, bất giác nhìn ra ngoài. Thì trong lúc tôi ki ga tsukanai, không để ý, cái cụm mà để ý này có tồn tại hai dạng thức kizukanai hoặc kigatsukanai nha. Kizuku và kigatsuku ấy mà. Kigatsukanai chính ý, trong lúc tôi không để ý thì trời đã đổ mưa từ bao giờ. Rồi, đó là các câu mà sách đưa ra. Bây giờ thì tiếp tục làm phần bài tập dịch của mình nhé. Nhắc lại bạn nào mà cảm thấy hiểu rồi có thể bỏ qua phần đó. Còn bạn nào muốn kỹ thì nên làm đủ các phần bài tập của mình đưa. Đầu tiên là bài tập dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Hãy cùng thử sức dịch các câu sau đây. Cho dừng màn hình và làm sau đó quay lại xem phần mình chữa nhé. Ideska, được chưa nào? Chúng ta chữa bài nha. Ichiban, tôi đã ngủ quên mất khi đang đọc sách. Tương tự như câu ví dụ lúc nãy thôi, dễ rồi. À, khi đang đọc sách nào? Hon o yondeiru uchi ni ngủ quên mất, nete shimatta. Hon o yondeiru uchi ni nete shimatta. Tôi đã ngủ quên mất trong khi đang đọc sách. Niban, trong một thời gian hoặc là sau một thời gian không gặp mà tiếng Nhật của cậu trở nên giỏi hơn rồi nhỉ? Nào, một thời gian không gặp. Shibaraku awanai uchi ni. Shibaraku awanai uchi ni. Tiếng Nhật của cậu đã trở nên giỏi hơn rồi nhỉ? Anata no Nihongo, hoặc là không cần cũng được. Nihongo ga jōzu ni narimashita ne. Shibaraku awanai uchi ni Nihongo ga jōzu ni narimashita ne. Sang bang, mặt cô ấy đã trở nên đỏ bừng trong khi mà nghe cái câu chuyện đó. Sono hanashi o đang nghe đúng không ạ? Kiite iru uchi ni mặt cô ấy, kanojo no kao ga trở nên đỏ, akaku narimashita. Akaku natta, chia dạng ngắn cũng được. Sono hanashi o kiite iru uchi ni kanojo no kao ga akaku natta. Samukatta ga, trong khi chạy. Hashitte iru uchi ni karada ga ấm hơn, atatakaku natta. Samukatta ga, hashitte iru uchi ni karada ga atatakaku natta. Gô băng, khi tôi đi công tác một tuần thì hoa anh đào ở trong vườn nhà đã rụng hết mất. Rụng thì là gì? Chi đự đấy. Rụng hết mất, chitte shimaimasu. Với một đi, khi tôi đi công tác một tuần chúng ta dùng danh từ đi ạ. Ichikan no shucho. Danh từ nha, ichikan no shucho. No uchi ni. Hoa trong vườn, niwa no sakura ga nở hết sạch, zenbu chitte shimatta. Ichikan no shucho no uchi ni niwa no sakura ga zenbu chitte shimatta. Tsugi ne, bài tiếp theo, bài tập dịch ngược lại, tức là dịch Nhật Việt. Lại tiếp tục dừng màn hình và làm thật nhanh nào. Ok chưa ạ? Chúng ta chữa bài nha. Ichiban, kanojo no hanashi o kiite iru uchi ni namida ga dete kita. Namida ga dete kita, hiểu là rớt nước mắt. Tôi đã rớt nước mắt khi mà nghe câu chuyện của cô ấy. Niban, kanojo to atte iru uchi ni kanojo no koto ga suki ni natte kita. Có thể dịch là gì nhỉ? Sau một thời gian mà atte được gặp gỡ cô ấy thì tôi đã trở nên thích cô ấy hơn rồi. Cái te kita ở đây hiểu là gần về đây ấy, càng ngày càng thích hơn. Nhớ nhớ, về hai luôn là một cái trạng thái biến đổi. Trước đó có thể là không thích nhưng mà giờ đã thích hơn rồi này. Hoặc là gì, trước đó không khóc nhưng mà đã rớt nước mắt. Nhớ là biến đổi và là dạng vô ý chí nhé. Sang bằng. Kazoku ga dare mo kizukanai uchi ni kanojo no tanjoubi wa sugite shimatta. Thì như nào nhỉ? Cái tanjoubi, kanojo no tanjoubi sugite shimatta, kiểu như là sinh nhật cô ấy đã trôi qua khi mà trong gia đình không một ai kizukanai nhận ra cả. Yong bang. Sakana ryori ten de hataraite iru uchi ni sakana ni mo kyoumi o motsu yō ni natta. Khi, hoặc dịch là sau khi cũng được, sau khi làm việc một thời gian ấy ở cái cửa hàng món ăn về cá thì tôi đã trở nên có hứng thú hay đam mê với cả các loại cá. Có đam mê hứng thú với gì đó, kyoumi o motsu yō ni natta cũng là dạng thức vô ý chí nha. Go bang. Sono shōhin o kau ka kawanai ka kangaete iru uchi ni hoka no hito ga katte shimatta. Trong khi đang kangaete iru là gì nhỉ? Đang suy nghĩ xem là có kau ka kawanai ka, có mua hay là không mua cái sản phẩm đó ấy, thì hokano hito ga katte shimatta, thì người khác đã mua mất.
đó tất cả các câu ví dụ chúng ta gặp đấy. Thì cái cách dùng hai của Jenny này, nhớ cho mình cái vế hai của nó đều là dạng thức gì? Động từ vô ý chí và nó là một cái sự biến đổi nhá. Trước đấy thì không như nào đó nhưng bây giờ đã biến đổi thành cái gì? Hoặc là thường là tồn tại nhất với cái đuôi gì teshimatta là mất rồi á. Hoặc là nanyani ni natta hay yo ni natta. Nhìn chung là nhắc đến Ujini thì các bạn sẽ nhớ nhiều và sẽ gặp nhiều ở cái cách dùng một hơn. Làm với hai trong lúc trong khi còn đang với một. Nhớ với hai của cái mẫu cách dùng một thì sẽ là gì? À, động từ có ý chí nhá. Còn khi chẳng may chúng ta gặp những cái câu mà thấy với hai nó vô ý chí, là một dạng biến đổi thì chúng ta cứ dịch là gì? Trong khi với một thì với hai, hoặc là sau một thời gian với một thì với hai. Sách thì đến đây là kết thúc rồi, mình chỉ đưa thêm một cái phần nhỏ để nếu chẳng may bạn gặp, bạn cũng đỡ thắc mắc về cái trợ từ thôi. Đó là sẽ có đôi khi tồn tại dạng thức là uchiwa. Về cơ bản thì không có gì đặc biệt cả, trợ từ wa trong cái uchiwa này chỉ đơn thuần là nhấn mạnh cái trước wa mà thôi. Dịch nghĩa là khi trong khi còn với một thì. Ví dụ này. Okane ga aru uchiwa tomodachi ga takusan imashita ga naku nattara dare mo inaku narimashita. Bạn có dịch được không nhỉ? Okane ga aru uchi wa, cái lúc mà còn có tiền ý, thì tomodachi ga takusan imashita ga, thì có rất là nhiều bạn. Thế nhưng mà khi naku nattara, khi hết tiền mất rồi thì làm sao nhỉ? Dare mo inaku narimashita, chẳng còn ai nữa cả. Tương tự ví dụ số 2. Wakai uchi wa sukoshi muryo shitemo daijoubu da ga toshi o toru to sore ga dekinaku naru. Nào, wakai uchi wa, khi mà còn trẻ thì sukoshi muryo shitemo daijoubu, dù làm hơi bị quá sức một chút cũng sẽ không sao đâu. Thế nhưng mà toshi o toru to, sau này khi có tuổi rồi, già rồi thì sore ga dekinaku naru. À, thì sẽ không thể như vậy nữa. Lúc còn trẻ thì có thể là gì? Bạn làm quá sức một chút cũng không sao đâu. Thế nhưng mà khi về già, khi có tuổi rồi thì sẽ không thể như vậy được nữa. Ví dụ số 3. Nihon ni kita bakari nanode hajime no uchi wa kokore no seikatsu ni mada nare nai kamoshiremasen. Nào, Nihon ni kita bakari nanode, vì vừa mới đến Nhật đúng không ạ? Vì tạm bakari, vì vừa mới đến Nhật ý. Cho nên có thể là gì? Hajime no uchi wa, cái lúc mới bắt đầu ấy, lúc mới ấy, thì có lẽ sẽ chưa quen với cả cuộc sống ở đây. Do vừa mới đến Nhật nên có lẽ lúc đầu sẽ chưa thể quen với cuộc sống ở đây. Đơn giản thế thôi, nên nếu mà có gặp Uchiwa thì cũng đừng giật mình tưởng mẫu khác nhé. Mẫu 1 ok rồi, chúng mình sẽ cùng nhau đi tiếp sang mẫu 2 nha. Mẫu số 2 chúng ta có mẫu Aida hoặc là Aida ni. Xếp chung nó vào mẫu 2 vậy thôi, nhưng thực ra thì nó dùng khá là khác biệt, nên chúng ta sẽ chia nhỏ mục nhé. Mục 2.1 tìm hiểu về Aida hoặc là Aida wa chứ nào, không phải Aida ni đâu nha, tức là không có trợ từ ni ở sau nhé. Để o kite kudasai, cùng nghe các ví dụ sau đây. Đề 1. Ryoko no aida, zutto ame ga futte ita. Đoán nghĩa xem ạ. Nào. Zutto ame ga futte ita, hiểu là mưa suốt. Ryoko là du lịch, vậy ryoko no aida, zutto ame ga futte ita nghĩa là gì? Mưa suốt cái lúc tôi đi du lịch, hoặc là trong lúc tôi đi du lịch thì mưa suốt thôi. Đề 2. Hikouki ni notte iru aida, zutto nete imashita. Hiểu là gì nhỉ? Hikouki ni notte iru aida, trong cái lúc mà đi máy bay ấy, thì tôi zutto nete imashita, ngủ suốt. Tôi ngủ suốt cái lúc đi máy bay. Đề 3. Kino ie ni iru aida, zutto souji o shite imashita yo. Hôm qua lúc ở nhà thì tôi đã gì? Dọn dẹp nhà suốt đấy. Thêm một ví dụ nữa nhé. Kodomo ga chisai aida wa petto o kawanai tsumori desu. Tôi định là sẽ không nuôi thú cưng. Vì kia kodomo ga chisai aida, trong cái lúc mà con tôi còn nhỏ. Qua 4 ví dụ vừa rồi, các bạn có nhận ra điểm gì đặc biệt không? 3 ví dụ đầu thì mình đưa rất là rõ, vì mình nhấn mạnh thêm một cái phó từ là zutto, nghĩa là gì nhỉ? Suốt. Vậy mẫu này hiểu là gì? Trong suốt cái thời gian với một diễn ra ấy, thì với hai nó cũng diễn ra liên tục. Như câu 1 này, trong suốt cái lúc đi du lịch thì cứ mưa suốt thôi, tức là mưa diễn ra liên tục trong cái lúc đi du lịch. Tương tự câu số 2, trong suốt cái thời gian đi máy bay thì cứ ngủ thôi, ngủ suốt thôi. Câu số 3 cũng vậy, trong suốt cái thời gian mà ở nhà thì người đó là dọn dẹp nhà. Câu 4 dù không nhấn cái từ giật tộ là suốt, chúng ta cũng hiểu là gì đây nhở?
tôi định là sẽ không nuôi cái thú cưng trong thời gian mà con tôi còn nhỏ ấy. Hiểu là gì? Trong suốt cái thời gian mà con tôi còn nhỏ thì tôi sẽ gì? Không nuôi thú cưng. Đó chính là điểm đặc biệt của mẫu Aida này. Còn cái Aida wa như ví dụ câu 4 chỉ là gì thôi? Hình thức nhấn mạnh hơn thôi. Nhấn mạnh hơn cái lúc đấy thì. Đơn giản là chức năng nhấn mạnh của chữ từ wa thôi. Nhắc lại chức năng của công thức Aida này nha. Không có ní đâu nhé. Aida hoặc Aida wa nghĩa là gì? Trong suốt cái thời gian mà vế 1 xảy ra thì vế 2 cũng xảy ra suốt hoặc là liên tục. Bây giờ để ý đến phần chia trước Aida nào. Chúng ta có gì đây? Danh từ no Aida này. Động từ thì bạn để ý là dù là nói về những cảnh quá khứ đi chăng nữa, như câu 2 và câu 3 đấy thì đều chỉ có dạng gì thôi? T đựng hoặc là V đựng thôi. Chứ không có thể tạ đâu nha. Đằng sau vế 2 có thể chia tạ, nhưng trước Aida đấy thì đều là dạng T đựng hoặc là V đựng. Chủ yếu nhất vẫn là T đựng, bởi vì nhấn mạnh cái thời gian là đang trong cái lúc đó diễn ra mà. Câu 4 thì trước đó là gì đây? Chi sai là tính từ đuôi y. Vậy công thức chúng ta tạo lập được sẽ là V đựng hoặc VTI đựng. Danh từ thì cộng no, tính từ đuôi y thì nối trực tiếp luôn với cả Aida hoặc Aida wa. Aida wa thì là hình thức nhấn mạnh hơn Aida. Vế 2 thì là gì ạ? À nhớ kỹ nhé, vế 2 là một việc được duy trì trong suốt cái thời gian mà vế 1 nó xảy ra. Nếu mà chú ý về phó từ hay đi kèm thì chúng ta sẽ để ý cái phó từ dứt tộ. Nhìn thấy dứt tộ ở đây suốt cái gì vế 2 thì chắc chắn trước đó sẽ điền Aida hoặc Aida wa. Hiểu công thức rồi thì cùng dịch với mình các câu ví dụ trong sách đưa ra nha. 1番 お母さん が昼寝をしている間子供はテレビを見ていた。Lũ trẻ đã gì đấy nhở? À đã xem TV. Chúng ta lưu ý đang chia ở dạng là TI tạ, hiểu là một dạng trạng thái kéo dài nhá. Lũ trẻ đã xem TV trong suốt cái lúc mà mẹ chúng ngủ. Dù không có phó từ dứt tộ đây, chúng ta có thể dịch thêm từ suốt vào trong câu dịch. Lũ trẻ đã xem TV trong suốt cái lúc mà mẹ chúng ngủ trưa. 2番 私が旅行で留守の間うちの犬の世話をお願いできないでしょうか。Vế 1. 私が旅行で留守の間 trong lúc tôi vắng nhà khi đi du lịch ý, thì bạn gì nhở? お願いできないでしょうか? Hiểu là tôi có thể nhờ bạn hoặc là bạn có thể giúp tôi gì? 犬の世話 chăm sóc chú cún nhà tôi trong lúc tôi vắng nhà do đi du lịch được không? Ở đây nhấn là gì nếu dùng Aida? À, hiểu là chăm sóc suốt trong cái thời gian mà tôi đi du lịch. Suốt thời gian tôi vắng nhà ấy, thì bạn có thể chăm sóc chú cún nhà tôi giúp tôi được không? Sách chỉ đưa ra hai câu ví dụ liên quan đến Aida này thôi. Mình đưa thêm một câu nữa nhé. 私が生きている間は、あなたのご親切は決して忘れません。生きている là gì? Còn sống ạ. Trong cái lúc tôi còn sống ấy thì, bởi vì chúng ta đang có Aida wa nên mình sẽ dịch như vậy để nhấn nha. Trong lúc mà tôi còn sống thì tôi kesite wasuremasen, tuyệt đối sẽ không quên gosinsetsu, sự tử tế, lòng tốt của bạn. Khi dùng Aida hiểu là nhấn mạnh là sẽ trong suốt thời gian như vậy, trong suốt thời gian mà tôi còn sống thì tôi sẽ mãi mãi không quên như thế. Cùng thông qua các câu ví dụ trong bài tập dịch với mình để hiểu sâu thêm mẫu này nha. Bài tập đầu tiên là bài tập dịch sang tiếng Nhật nào. Cùng làm nhanh các câu sau, sau đó quay lại xem phần chữa nhé. Ok chưa? Chữa nào? 1番 Tôi đã nghe nhạc trong suốt lúc đi tàu điện. Nào, trong suốt lúc đi tàu điện. Densha ni, đi tàu hiểu là gì? Densha ni no ru đúng không ạ? Densha ni notte iru aida đúng không nào? Densha ni notte iru aida. Nghe nhạc suốt, có thể nhấn thêm từ dứt tộ hoặc không có cũng được. Dứt tộ đi. Ongaku o kite imashita. Với hai bạn nên chia thành te imashita như vậy, bởi vì nó là một dạng trạng thái kéo dài nha. Densha ni notte iru aida zutto ongaku o kite imashita. 2番 Trong khi vợ ngủ, trong lúc vợ ngủ thì tôi luôn giữ yên lặng, giữ trật tự. Mình nhấn là trong khi thì nên chúng ta có thể dùng aida wa được. Nào, trong khi vợ ngủ thì tsuma ga ngủ, đang ngủ trạng thái đúng không ạ? Nete iru aida wa, tôi luôn giữ yên lặng. Itsumo shizuka ni, giữ yên lặng shite imasu. Tsuma ga nete iru aida wa itsumo shizuka ni shite imasu. Sang băng, tôi đã trông nhà suốt trong lúc bố mẹ đi du lịch. Trông nhà là gì? Rusu băng ạ, rusu băng o suru. Nhưng mà vì là trạng thái liên tục nên chúng ta để thành shite imashita. Vế 1 thì sao? Trong lúc bố mẹ đi du lịch, ryoshin ga ryoko shite iru aida, đúng không ạ? Ryoshin ga ryoko shite iru aida, watashi wa ie de rusu băng o shite imashita.
Dòng bằng trong suốt thời gian diễn ra giờ học ấy thì không được sử dụng điện thoại. Chúng ta hiểu là dùng cụm danh từ đi. Giờ học là gì? Jūgyō đúng không ạ? Jūgyō no aida. Hoặc nhấn mạnh hơn Jūgyō no aida wa. Không được sử dụng điện thoại, chúng ta có thể tân tiến lên từ điện thoại bạn dùng là smartphone nhé, kiểu smartphone ấy. Smartphone wo tsukatte wa ikemasen. Jūgyō no aida wa smartphone wo tsukatte wa ikemasen. Khi đi với aida để hiểu là trong suốt thời gian đó thì không được phép dùng điện thoại. Go bang, trong suốt thời gian nhập viện ấy thì xin đừng uống rượu. Nào, trong suốt thời gian nhập viện, Niuin shite iru aida đúng không nào? Xin đừng uống rượu, osake wo nomenai de kudasai. Niuin shite iru aida, osake wo nomanai de kudasai. Tiếp theo, bài tập dịch ngược lại là dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Các bạn lại tiếp tục dừng màn hình dịch nhanh cho nó qua lại xem chữa nào. Ii desu ka? Nao shimashou. Ichiban. Kare ga piano wo hiite iru aida wa shizuka ni shite kudasai. Trong lúc gì anh ấy đang chơi piano thì xin hãy giữ yên lặng. Niban. Tsuma ga banhwan wo junbi shite iru aida, watashi wa terebi wo mite ita. Tôi đã gì? Tôi đã xem TV trong suốt cái lúc mà vợ tôi chuẩn bị bữa tối. Sangban. Rusu no aida, uchi no neko wo azukatte itadakenai deshou ka? Azukaru thì là gì nhỉ? Giữ hay là trông giúp đúng không ạ? Anh có thể trông giúp tôi con mèo nhà tôi, uchi no neko. Anh có thể trông giúp tôi con mèo nhà tôi trong lúc tôi vắng nhà được không ạ? 4番. Watashi ga byouki no aida, kanozo ga soba ni sewa shite kuremashita. Soba ni kiểu là bên cạnh ý. Sewa là gì? Chăm sóc. Cô ấy đã ở bên chăm sóc tôi trong suốt cái thời gian mà tôi byouki, bị bệnh. 5番. Kocho sensei ga hanashite iru aida, shikkari to hanashi wo kikimashou. Shikkari to kiểu là nghiêm túc thôi. Hãy cùng nghiêm túc lắng nghe trong khi mà thầy hiệu trưởng nói nào. Rồi, aida hay aida wa bạn đã hiểu rồi. Cứ làm vế hai trong suốt cái thời gian xảy ra vế một. Bây giờ đến mẫu aida ni, thêm chữ ni vào thì sao? Quan sát giúp mình các câu ví dụ sau đây nha. 1番. Anata no rusu no aida dare mo konakatta. Câu này thì vừa học nên dịch được rồi là gì nhỉ? Trong suốt cái thời gian bạn vắng nhà thì không có ai đến cả. Còn một câu khác dùng aida ni như sau. Anata no rusu no aida ni dare ka ga ie ni kita yo. Không phải là aida nữa mà là aida ni. Khác nhau ra sao cái vế một đây? Đều là gì nhỉ? Anata no rusu no aida hoặc là anata no rusu no aida ni. Nhưng điểm khác biệt là gì? Nhìn vế 2 xem ạ, vế 1 thì là gì? Suốt cái thời gian bạn vắng nhà thì không có ai đến cả. Còn câu 2, dare ka ga ie ni kita yo, đã có ai đó đến nhà bạn trong lúc mà bạn đang vắng nhà đấy. Về phần dịch thì có thể vẫn là gì thôi, trong lúc trong khi thôi. Thế nhưng mà điểm khác biệt đây là gì? Chúng ta quan sát cái thanh thời gian nha. Ở câu số 1 ý, trong suốt cái thời gian mà người kia đi vắng thì không có ai đến cả. Ví dụ, từ thứ 2 đến thứ 5 người đó đi vắng đúng không ạ? Thì từ thứ 2 đến thứ 5 suốt cả cái mốc thời gian đó không có ai đến. Khi đó chúng ta dùng là aida. Còn trường hợp số 2 vẫn dịch là trong lúc trong khi nhá. Trong lúc trong khi bạn đi vắng ấy thì đã có ai đó đến nhà bạn đấy. Thì cái thời điểm người kia đến nhà ấy, có ai đó đến nhà, nó sẽ nằm trong một trong số thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Một trong số, ví dụ bạn đi vắng nhà từ thứ 2 đến thứ 5 thì thứ 4 chẳng hạn có người đến nhà. Tức là có phải là suốt cái mốc thời gian kia không? Không. Mà vì ai chỉ là gì thôi nhỉ? Vế 2 chỉ là một cái hành động xảy ra trong thời gian ngắn thôi đúng không ạ? Trong suốt cái thời gian mà vế 1 diễn ra. Vế 1 thì vẫn có thể là trong suốt thời gian đấy. Nhưng vế 2 không phải là cũng diễn ra liên tục giống như cách dùng của aida nữa. Mà nếu là aida ni thì vế 2 nó chỉ là một cái hành động mang tính thời gian ngắn và mang tính tức thời mà thôi. Thêm ví dụ nữa nha. Watashi ga kohi wo nonde iru aida, inu wa soto de matte ita. Dịch là gì nhở? Chú cún đã đợi tôi trong suốt cái lúc mà tôi uống cà phê. Nếu dùng aida như này chúng ta hiểu là gì? Chú cún làm sao nhở? À, đợi suốt luôn. Tức là trong suốt cái thời gian với một diễn ra thì với hai cũng diễn ra liên tục. Ví dụ uống cà phê từ 1 giờ đến 2 giờ thì trong 1 giờ đến 2 giờ đó thì chú cún chờ suốt ở bên ngoài. Khi đó chúng ta điền aida. Còn nếu là ví dụ với aida ni sẽ có ví dụ sau đây. Watashi ga kohi wo nonde iru aida ni. Vế 1 thì không có gì khác biệt được chứ nào, nhưng vế 2 này. Inu wa neko to kenka shita. Thì đây nhỉ, con chó đã đánh nhau, cãi nhau với con mèo.
Tức là gì? Trong cái thời gian mà vế mô xảy ra đúng không ạ? Thì có một cái thời điểm, có thể là gần lúc cuối hoặc là lúc đầu hay lúc giữa tùy thôi. Nhưng mà có một thời điểm thì con chó nó cãi nhau với con mèo, chứ không phải là con chó cãi nhau con mèo suốt từ lúc đầu đến lúc cuối người kia uống cà phê. Vậy thì chúng ta kết luận được điều gì nhở? Nếu như mà chúng ta thấy ngữ cảnh câu là gì? Trong suốt thời gian vế một diễn ra, vế hai cũng xảy ra suốt liên tục như thế thì phải điền là aida hay aidawa như chúng ta học ở lúc nãy đó. Còn nếu như mà vế hai chỉ xảy ra trong thời gian ngắn hay mang tính khoảnh khắc hay tức thời trong lúc vế một xảy ra thôi, không phải là đồng hành suốt như thế kia, thì phải dùng là aida ni, thêm trợ từ ni vào nhé. Nhắc lại, trong khi vế một xảy ra vẫn dịch là trong khi thôi, nhưng mà vế hai ở đây là gì? Xảy ra trong một thời gian ngắn mang tính khoảnh khắc hoặc tức thời thì chúng ta không được dùng là aida nữa mà phải điền là aida ni. Để hiểu rõ hơn thì hãy cùng mình đi vào phân tích thêm một số ví dụ phần đô niu, đồng thời chúng ta sẽ xem cách thức tạo công thức mẫu này. Đề chi, kino neteiru aida ni jishin ga arimashita. Hôm qua thì trong lúc tôi đang ngủ đã có động đất. Đó, thì không phải động đất này xảy ra suốt từ lúc bạn ấy ngủ từ 11 giờ đến 7 giờ chẳng hạn, mà là chỉ xảy ra trong một cái khoảnh khắc nào đó thôi. Ví dụ khi nhìn đề thi ý, mà có cái câu như này để chấm cái đoạn mà aida hay aida ni, người ta bắt bạn chọn thì bạn nhớ đây phải điền là aida ni chứ không được điền là aida nhé. Đề ni. Watashi ga ie ni inai aida ni dareka ga tazunete kimashita ga? Đã có ai đó đến thăm nhà tôi lúc tôi không có nhà à? Thì cái hành động ai đó đến thăm này cũng chỉ là một cái khoảnh khắc thôi, chứ không phải là trong suốt thời gian đó ngày nào người ta cũng đến đúng không ạ? Đề san. Ryoko de rusu no aida ni dorobo ga ie ni haitta. Đã có trộm lẻn vào nhà trong lúc tôi vắng nhà do đi du lịch. Cũng không có tên trộm nào to gan mà lẻn vào suốt cả thời gian trong vài ngày đến một tuần liền người ta đi du lịch, mà chỉ là gì? Một cái khoảnh khắc hoặc là một hành động ngắn trong một thời gian ngắn thôi. Thêm một ví dụ để tạo ra công thức bởi tính từ đuôi na nha. Đuôi na này thì hơi ít nhưng chúng ta sẽ có từ sau này. Kuko de nimotsu kara me o sorashita wazuka na aida ni zenbu nusumarete shimatta. Me o sorasu thì hiểu là rời mắt ý. Wazuka na là vỏn vẹn là một chút. Chỉ có mới gì rời mắt khỏi hành lý một chút tại sân bay thôi mà tôi đã bị nusumarete shimatta, bị trộm lấy hết toàn bộ rồi. Vậy cho lại cách dùng của mẫu aida ni này là gì? Vẫn dịch đoạn đầu là gì? Trong khi vế một, được chưa ạ? Trong khi vế một thì, nhưng mà thì cái gì ạ? Vế hai này không phải là diễn ra suốt nữa, mà trong khi vế một xảy ra thì vế hai nó là một hành động xảy ra một cách tức thời hay là mang tính khoảnh khắc, đại khái là thời gian ngắn, chứ không phải là một hành động xảy ra xuyên suốt cái thời gian vế một xảy ra giống như mẫu aida. Về công thức chúng ta thấy là gì đây? Có V TI đự này, V nai này. Có TI đự thì sẽ có cả V đự nữa nhé. Còn tính từ đuôi Y thì kết hợp trực tiếp, đuôi na thì có na. Đầy đủ công thức sẽ như sau. V đự, V TI đự hoặc V nai. Danh từ để cộng no, ví dụ như là ru su no aida ni đấy. Tính từ đuôi Y kết hợp trực tiếp, đuôi na thì có na cộng aida ni. Vế hai thì là gì? Là những cái hành động mà xảy ra trong thời gian ngắn mang tính tức thời. Thường sẽ tồn tại các dạng gì? Có gì đấy xảy ra, ví dụ như là có trận động đất xảy ra hay có điện thoại đến này, hoặc là ai đó làm gì hay bị làm gì, ai đó đến chơi, hoặc là bị ai đó lẻn vào nhà, bị ai đó trộm đồ gì đấy. Thì thường là vế hai của cái mẫu aida ni này sẽ tồn tại các dạng thức như vậy. Nhìn chung là cứ hành động mà xảy ra trong thời gian ngắn không mang tính xuyên suốt thì chúng ta sẽ điền là aida ni. Phần dịch trong sách của mẫu aida ni không quá rõ ngữ cảnh nên mình sẽ lấy thêm ví dụ khác nha. Kino kaimono ga shiteiru aida ni zitensho o nusumareta. Hôm qua thì tôi đã bị trộm mất cái xe đạp trong lúc đi mua sắm. Đó, trong lúc đang mua sắm bị trộm xe đạp thì nếu người ta đưa câu này, các bạn phải điền aida ni thay vì aida, bởi vì cái việc trộm này chỉ là một cái khoảnh khắc thôi, không phải là suốt thời gian bạn đi mua sắm. Tương tự câu số 2, watashi ga rusu no aida ni reizoko no mono o katte ni tabenai de kudasai ne. Katte ni là tùy tiện, nhớ thêm cho mình từ vựng nhé. Katte ni tùy tiện. Trong lúc tôi vắng nhà thì đừng có mà tùy tiện ăn đồ trong tủ lạnh đó. Tiếp tục làm bài tập dịch nào. Dịch nhanh các câu sau đây sang tiếng Nhật. Nhớ làm xong đã rồi hãy quay lại xem phần chữa nha. Ok chưa ạ? Naoshimasho. Ichiban. Có điện thoại từ ai đó trong lúc anh đang tắm đấy. Tắm đây chúng ta dùng là tắm vào hoa sen đi. Shawa o abite iru aida ni. Nhớ có ni nha. Shawa o abite iru aida ni. Nào, có điện thoại từ ai đó, dareka kara, có điện thoại denwa ga arimashita yo.
シャワーを浴びている間に誰かから電話がありましたよ。2番、có lẽ là trời đã mưa trong đêm. Ở đây hiểu là mưa trong một cái khoảnh khắc thôi, một lúc thôi, chứ không phải mưa suốt đêm nhá. Nên sẽ là gì nhỉ? Đêm, yoru no aida ni. Mưa, ame ga futta kamoshirenai. Yoru no aida ni, ame ga futta kamoshirenai. 3番、sáng nay tôi đã bị lấy trộm ví trong lúc đang chờ tàu điện. Sáng nay, kesa, đang chờ tàu điện. Densho, matteru aida ni, bị trộm ví sai phố. Nusumaremashita. Kesha densho matteru aida ni saifu o nusumareta. 4 bằng tôi phải dọn dẹp phòng trong lúc bố mẹ không có nhà. Nào, trong lúc bố mẹ không có nhà. Oya ga hoặc ryoshin ga inai aida ni phải dọn phòng. Heya o soji shinakereba naranai hoặc là dọn dẹp theo nghĩa là sắp xếp gọn gàng ý. Katazuke được đúng không ạ? Takazuke nakereba naranai, dùng thế nào cũng được nha. 5 bằng, tôi đã đi xem phim 3 lần trong kỳ nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè, natsu yasumi no aida ni, đi xem phim 3 lần. 3 kai, eiga o mi ni kimashita. Căn tan để show. Tiếp nha, bài tập dịch ngược lại, dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt nào. Tiếp tục dừng màn hình, làm nhanh các câu sau và quay lại xem phần chữa. Ii desu ka? 1 bằng, hikouki o matteiru aida ni. 家族にお土産を買った。Tôi đã mua quà cho gia đình trong lúc gì đấy? Chờ máy bay đơn giản vậy thôi. 2 番、旅行している間に泥棒に家に入られて大切なものを盗まれた。Tôi đã bị gì đấy? 泥棒に家に入られて bị trộm lẻn vào nhà và 盗まれた bị lấy đi những cái đồ quan trọng trong lúc gì? Tôi đi du lịch.Dịch xuôi từ vế 1 đi. Trong lúc tôi đi du lịch tôi đã bị trộm lẻn vào nhà và lấy đi đồ quan trọng. Sang bạn, anata ga gaishitsu shiteru aida ni kono tegami ga tsukimashita. Kono tegami ga tsukimashita, có bức thư này đã được chuyển tới. Gaishitsu thì là gì? Đi ra ngoài thôi, chữ ngoại chữ xuất đi. Trong lúc anh đi ra ngoài thì có bức thư này được chuyển tới đấy ạ. 4 bạn, kanozo wa yoru no aida ni sayonara o iwanai de deteita. Hiểu là gì đây nhỉ? Cô ấy đã deteita, hiểu là đi ra hoặc rời đi, đi cô ấy đã rời đi. Yoru no aida ni, trong đêm mà sayonara o iwanai de, không nói lời từ biệt. Cô ấy đã rời đi trong đêm mà không nói lời từ biệt. Sai của nó bận, câu cuối cùng. Kono natsu yasumi no aida ni shinakereba naranai koto ga takusan aru. Có rất là nhiều việc cần phải làm trong cái kỳ nghỉ hè này. Học xong một hồi thì có lẽ sẽ có bạn thấy ngỡ ngỡ. Cô ơi, sao em thấy uchini với aida ni này hình như hơi khó phân biệt thì phải. Điều dịch là trong khi vế 1 thì vế 2. Thế biết lúc nào dùng uchini và lúc nào dùng aida ni nhỉ? Chúng ta cùng đi sang phần so sánh mẫu uchini và aida ni nha. Phải công nhận một điều là đôi khi thì đều dịch là trong khi vế 1 thì vế 2 và có thể sử dụng thay thế nhau được. Ví dụ vài trường hợp sau đây này. Shinjuku eki ni aruite iru aida hay uchini. Mai của Ninata, tôi đã bị lạc trong khi mà đi bộ ở nhà ga Shinjuku. Thì trường hợp này chúng ta thấy là gì? Vế 2 thì là một cái dạng vô ý chí. Thì cái ngỗ aidani hay uchini thì đều có cái cách thức vế 2 là vô ý chí đúng không ạ? Uchini thì là cách dùng 2. Aidani thì không giới hạn ở vế 2 là có hay không có ý chí. Nên chúng ta chỉ dịch là gì thôi? Trong khi thôi. Trường hợp này bạn chọn thế nào cũng được. Trong khi đi bộ ở nhà ga Shinjuku thì bị lạc. Uchini hay aidani đều ok. Một trường hợp khác này. Hongo yondeiru aida ni hoặc là uchi ni nete shimatta. Tôi đã ngủ mất trong cái lúc đọc sách. Thực ra để mà nói thì cái ngủ mất này ấy, chúng ta nên dùng ngữ gì hơn nhỉ? Theo các bạn, uchi ni sẽ hợp lý hơn đúng không ạ? Thay đổi trạng thái, biến đổi ấy. Tôi đã ngủ quên mất trong cái lúc mà đang đọc báo, đọc sách. Nhưng mà thực tế thì aida ni và cũng không sai. Nên nếu mà nói chúng ta sẽ có thể đúc kết ra kết luận là chúng ta có thể thay thế uchini và aida ni cho nhau. Nhưng chủ yếu đây chỉ là thay thế trong trường hợp nào thôi. Trong trường hợp chủ yếu là gì? Cái cách dùng thứ hai của uchini ý, tức là trong khi vế 1 thì cái gì đấy nó biến đổi dạng thức vô ý chí, dạng thức không có chủ ý ấy ạ. Tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp, bởi vì là dùng thì không hẳn là sai nhưng mà nó không được tự nhiên lắm ấy. Chúng ta nên chú ý cách dùng phân biệt rõ ràng của uchini và aida ni để câu nói được tự nhiên nhất. Cùng quan sát lại công thức của hai mẫu uchini cách dùng 2 và mẫu aida ni vừa học nha.
Vế 1 thì đều chia giống nhau, nhưng mà vế 2 chúng ta để ý là gì? Nếu là mẫu uchini thì vế 2 là những cái dạng không có chủ ý và thường là dạng thức biến đổi, nhắc lại là biến đổi nhé. Còn mẫu aidani thì vế 2 không phải là cái gì đấy biến đổi mà chỉ đơn thuần là gì thôi, một hành động xảy ra trong thời gian ngắn, tức thời trong khi vế 1 xảy ra, thường là gì có cái gì đấy hoặc là làm cái gì đấy. Ví dụ trường hợp sau này. Ofuro ni haite do uchini hoặc aidani jishin ga arimashita. Thì trường này theo các bạn chọn cái gì? Cái gì sẽ tự nhiên hơn? À, chúng ta chọn aidani sẽ chuẩn hơn. Có cái trận động đất thì chúng ta chọn aidani sẽ thích hợp nhất. Bởi vì trường hợp này không phải là cái gì đó biến đổi cả, chỉ đơn thuần là có gì đấy xảy ra thôi. Nên nếu dùng uchini thì không tự nhiên. Vậy thế trường hợp nào uchini dùng được mà aidani thì không nên dùng? Chính là gì? Cách dùng một của uchini. Cách dùng một uchini là gì nhỉ? Là cái dạng thức mà vế 2 của nó là những cái dạng thức có ý chí, có chủ ý. Te kudasai, tai, tạo hô gai, vân vân. Đa phần đều dịch là gì nhỉ? Làm vế 2 trong khi còn đang vế 1. Tức nhấn mạnh là gì? Trong cái khoảng thời gian mà vế 1 xảy ra ấy, mà không làm vế 2 thì sẽ có thể là gì? Bị muộn hay không kịp để làm cái việc đó nữa. Những khi muốn nhấn mạnh như vậy, hãy ăn khi còn đang nóng đúng không ạ? Hay là hãy về nhà khi trời còn đang sáng. Cứ nhấn mạnh khi còn đang gì đấy thì phải dùng là uchini. Đó, atatakai uchini hay aidani tabete kudasai thì tuyệt đối không dùng aidani mà phải dùng uchini nha. Hay là hãy cùng về nhà trước khi trời tối nào, khi trời còn chưa tối nào thì sẽ là kuraku naranai, không phải aidani mà là uchini. Ie kaedo. Hoặc câu bạn nên ghi chép vào vở trong lúc bạn còn chưa quên. Wasure nai không phải aidani mà phải là uchini. Noto ni nên viết vào vở, memo shita hoga ii. Còn một câu sau đây ý, thường là đi với cả wakai. Còn trẻ, khi còn trẻ chúng ta đôi khi vẫn có thể gặp aidani được, nhưng mà vẫn khuyến khích dùng uchini hơn như câu sau này. Wakai aidani hoặc uchini benkyo shite okinasai. Hãy học sẵn đi, học trước đi khi mà còn trẻ. Thì để mà nói không phải là dùng aidani sẽ sai hoàn toàn, nhưng mà là hình tam giác, tức là không đúng lắm, không tự nhiên lắm. Chúng ta dùng uchini sẽ vẫn thích hợp hơn. Nếu mà dùng aidani trường hợp này không hẳn là sai, nhưng mà chỉ đơn thuần nghĩa là gì? Khi trẻ thì hãy học sẵn đi thôi. Còn khi dùng mà uchini chúng ta sẽ nhấn mạnh là gì? Để mà sau này về già không phải hối hận. Hiểu ngầm là như thế. Nhìn chung tất cả các cái dạng thức mà làm gì khi còn thế này thế kia ấy, chúng ta nên dùng cái uchini theo cách thứ nhất. Vậy sẽ có bạn thắc mắc thế cái trường hợp nào mà aidani dùng được mà không nên dùng uchini không? Cũng có đâu ạ. Aidani thường được dùng với những cái khoảng thời gian mà có thể xác định rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc hơn là uchini. Ví dụ ta có câu sau sangjito yoji no nanyani. Koko ni kite kudasai, hãy đến đây trong cái khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ. Thì vì 3 đến 4 giờ là khoảng thời gian xác định, ta không dùng uchini mà dùng aidani. Hay câu tôi đã mua cái tờ báo này trong lúc chờ tàu điện. Thì chúng ta cũng sẽ dùng aidani thay vì là uchini. Hiểu đây là gì? Người ta xác định rõ được khoảng thời gian người ta chờ từ mấy giờ đến mấy giờ rồi là thứ nhất. Thứ hai là gì nhỉ? Nếu mà là dạng thức uchini cách dùng 2 thì ta không thể dùng cái dạng là có chủ ý là cát tạ được. Có cái số nhất thì cũng không hợp lý lắm. Không phải tôi đã mua trong lúc còn đang chờ tàu điện. Nên về cơ bản chẳng cần so sánh cũng có thể hiểu rõ mẫu này dùng aidani rồi. Một dạng nữa là trong hội thoại thường ngày ý, khi không cần nhấn mạnh cái chức năng mà nếu không làm thì sẽ muộn, như cái cách dùng uchini cách dùng số 1 ý, mà chỉ đơn thuần diễn tả ý là gì, làm A trong thời gian B thôi, thì chúng ta sẽ dùng aidani tự nhiên hơn. Để watashi ga sentaku shiteru aidani hoặc là uchini. Kaimono ni itte kurenai, anh có thể đi mua sắm trong lúc em giặt quần áo không? Thì không nhấn vào việc là trong khi em còn đang giặt quần áo, tức là không đi mua sắm như thế trong lúc ý thì sẽ muộn, không cần nhấn như vậy thì chỉ dùng là aidani thôi. Uchini ngữ cảnh đó không phải là sai ngữ pháp, nhưng mà nghe nó không được tự nhiên lắm, bởi không có ý ngầm là như thế thì sẽ muộn cái gì cả. Nghe phần so sánh vừa rồi xong chắc nhiều bạn thấy hơi lú lú. Không sao đâu nha, đây chỉ là mình làm kỹ vấn đề thôi, còn thực tế các bạn cứ hiểu chắc từng cái cách dùng từng ngữ cảnh và từng chú ý trong từng mẫu một thì các bạn làm bài tập sẽ không gặp vấn đề gì cả. Bạn nghe một lần chưa ngấm thì có thể là tua lại lần nữa để cho ngấm lại là xong, không phải sợ gì nhé. Hai mẫu đầu hơi khó nhằn bởi vì mỗi mẫu thực ra chia ra làm hai mẫu nhỏ hơn rồi, chứ không phải chỉ là hai mẫu, vừa rồi tính ra là bốn mẫu rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang mẫu thứ ba dễ thở một chút. Mưng bô sang hôm nay chúng ta học là te kara denai to hoặc
te kara de nakereba. Cùng tìm hiểu ý nghĩa cách dùng và cách tạo lập công thức thông qua các ví dụ sau đây. Deichi, jōshi ni kiite kara de nai to watashi ga kimeru koto ga dekimasen. Jōshi là gì? Cấp trên đúng không ạ? Kiite là hỏi. Chứ cần biết cái te kara de nai to là gì dịch về sau đã nào. Watashi ga kimeru koto ga dekimasen, tôi sẽ không thể quyết định được. Nào, hỏi cấp trên, tôi sẽ không thể quyết định được cái gì khi mà chưa hỏi ý kiến cấp trên đúng không nào? Te kara thì chúng ta từng học là gì nhỉ? Sau khi đúng không ạ? Còn ve nai to hiểu là gì? Phải. Vậy chúng ta sẽ có câu này là tôi không thể quyết định được ý kiến, không thể quyết định được nếu như mà chưa hỏi ý kiến cấp trên. Tức từ tư hành động phải là gì? Hỏi cấp trên xong mới có thể quyết định. Cái te kara chính là cái ý nghĩa đó. Còn de nai to là gì? Phải. Nhưng mà dịch xuôi cho tiếng Việt nó dễ hiểu thì chúng ta dịch là không thể làm vế 2 nếu mà chưa vế 1. Thử các câu khác xem có đúng là dịch như thế không nha. Hatachi hoặc nijisai ni natte kara de nai to osake o nonde wa ikemasen. Nào thử dịch giống cách dịch vừa rồi đi. Không được phép uống rượu nếu mà chưa đủ 20 tuổi, chưa sang tuổi 20 thì chưa được phép uống rượu. Hợp lý không? Hợp lý rồi đúng không ạ? Tiếp nha. Bà mẹ nói với đứa bé này. Te o aratte kara de nakereba gohan wa tabesasenai yo. Te o aratte rửa tay. Gohan wa tabesasenai. Không cho ăn cơm. Nếu mà con chưa rửa tay thì mẹ sẽ không cho ăn cơm đâu. Tức là phải rửa tay xong thì mới được ăn. Một ví dụ nữa thôi nha. Byouki ga naotte kara de nakereba undo wa muri da. Nếu chưa khỏi bệnh thì vận động là quá sức, là không được phép. Đó, thông qua 4 câu vừa rồi chúng ta có thể dịch được cái công thức này là gì nhỉ? À, nếu chưa vế 1 thì không được vế 2. Nếu chưa vế 1 thì vế 2 sẽ là không thể hay không được. Quan sát cả 4 câu phần vế 2. Vế được cô tôi có đề kì mơ sen. Vế tế quay kì mơ sen. Sa xê mơ sen. Hay mưu đi đều là các dạng thức gì đây? À, vế 2 đều là dạng thức câu thể hiện ý phủ định. Không thể hay không được cái gì đó. Ý tiêu cực hay khó khăn nào đó đúng không nào? Về công thức tạo lập thì dễ thôi. Chúng ta sẽ có đầu tiên động từ phải chia sang thể T trước. Rồi cộng với kara. T kara ấy. Sau đó cộng gì nhỉ? De nai to hoặc T kara de nakereba. Vế 2 thì là dạng phủ định hoặc là cái gì đấy tiêu cực. Hôm nay đơn giản rồi. Cùng mình dịch luôn các cái câu ví dụ trong sách đưa ra nha. 1番 家族と相談してからでないと 買うかどうか決められません. Dịch thế nào đây nhỉ? Tôi không thể quyết định là 買うかどうか có mua hay không nếu mà chưa bàn bạc với bố mẹ. 2番 運転免許を取ってからでなければ 車を運転してはいけない. Không được phép lái xe nếu như mà chưa có gì đấy. 運転免許 chưa lấy được bằng lái. Nếu chưa có bằng lái, chưa lấy được giấy phép thì không được lái xe ô tô. Sang băng thì không may mình lấy trùng với cả cái ví dụ nãy rồi. Byouki ga naotte kara de nakereba hageshi undo wa muri da. Nếu mà chưa khỏi bệnh thì không được vận động. Thêm chữ hageshi là gì? Vận động mạnh thôi. Mặc dù mẫu này khá dễ nhưng cũng nên làm bài tập dịch để quen mẫu hơn nào. Dịch nhanh các câu sau đây sang tiếng Nhật. Nhớ là dừng lại làm bài sau đó mới xem phần chữa nhé. Ok chưa ạ? Chữa bài nào? Ichiban. Nếu chưa bàn bạc với vợ thì tôi không thể mua xe ô tô này được. Chống ngoan là phải như thế đúng không ạ? Nào, nếu chưa bàn bạc với vợ. Tsuma to sōdan shite kara de nai to hoặc de nakereba đều được nhé. Không thể mua chiếc xe này được. Kono kuruma o kau koto ga dekimasen hoặc là kono kuruma ga kaemasen. Niban, nếu công việc chưa kết thúc thì không thể về sớm được. Công việc kết thúc nào? Shigoto ga owatte kara de nai to hoặc là owatte kara de nakereba. Không thể về sớm. Hayaku kaerenai hoặc hayaku kaeru koto ga dekinai, dùng cách nào cũng được. Sang bằng, nếu chưa làm thủ tục thì không thể mượn sách của thư viện được ạ. Làm thủ tục chúng ta có te suzuki suru. Vậy nếu chưa làm thủ tục nó như nào? Te suzuki shite kara de nakereba hoặc de nai to. Không thể mượn sách của thư viện được. Toshokan no hon ga kariraremasen hoặc là toshokan no hon o kariru koto ga dekinai. Yong bang, nếu chưa gọi điện trước thì có lẽ sẽ không thể gặp được anh Tanaka đâu.
chưa gọi điện trước, chúng ta sẽ có một cái cụm sau để nhấn mạnh gọi điện trước này. Maemote, nhớ cho mình cụm này nha. Maemote là trước. Nào, còn nếu chưa gọi điện, maemote denwa shite kara denai to, hoặc là denwa shite kara denakereba, có lẽ không gặp được Tanaka đâu. Tanaka san ni aenai, có lẽ kamoshirenai. Maemote denwa shite kara denai to Tanaka san ni aenai kamoshirenai. 5 bạn, nếu chưa đỗ N2 thì sẽ không thể ứng tuyển vào công ty đó. Chúng ta có từ ứng tuyển, các bạn tra được chưa? Obo nhé. Phần còn lại thì dễ rồi. Chưa đỗ N2 nào. N2 ni gokaku shite kara denai to, hoặc shite kara denakereba, không thể ứng tuyển vào công ty đó. Sono kaisha ni, trợ từ ni nhé. Sono kaisha ni, ứng tuyển. Obo thành obo dekinai. Một cái nhé. N2 ni gokaku shite kara denai to, hoặc denakereba, sono kaisha ni obo dekinai. 次の問題、ベトナム語に訳してください。Hãy dịch sang tiếng Việt các câu sau đây. Nào, dừng màn hình và tiếp tục làm ạ. Rồi, bài hôm nay khá dài nên chữa nhanh nhé. 1 番、彼の実力を見てからでないと仕事が任せられない。仕事が任せる hiểu là giao phó, giao việc ý. Nếu mà chưa nhìn thấy gì sư đeo cự là gì, thực lực của anh ấy thì sẽ không thể giao phó công việc được. 2 番、父の許可をもらってからでないと旅行には行けません。許可là gì? Sự cho phép. Nếu chưa nhận được sự cho phép của bố thì cái việc đi du lịch sẽ là không thể, tức là không thể đi du lịch được. Nếu mà chưa nhận được sự cho phép của bố thì không thể đi du lịch được. 3 番、内容をきちんと確認してからでなければ社員できません。きちんと hiểu đây là nghiêm túc, cẩn thận. Nếu mà chưa確認xác nhận内容nội dung một cách cẩn thận thì sẽ không thể nào mà ký được社員ký. 4 番、野菜を生で食べるならよく洗ってからでないと農薬が心配だ。hiểu là gì đây ạ? 野菜を生で食べるなら nếu như mà ăn rau dạng là rau sống ấy mà gì arate kara denai to, chưa rửa sạch thì sẽ no yaku ga shinpai da, lo lắng về vấn đề no yaku, thuốc trừ sâu. Ăn rau sống mà chưa rửa kỹ thì sẽ lo lắng về vấn đề thuốc trừ sâu. 5 番、相手の本当の性格は一緒に住んでからでなければわからないでしょう。相手の本当の性格、cái tính cách thật của đối phương ấy thì nếu như mà chưa 一緒に住んでからでなければ, nếu chưa sống cùng nhau ấy, thì có lẽ sẽ wakaranai desho, không thể hiểu được đâu. Tính cách thật của đối phương nếu như mà chưa sống cùng nhau ấy, thì có lẽ sẽ không thể biết được. Mẫu số 3 nhẹ nhàng hơn hẳn hai mẫu đầu đúng không nào? Sang mẫu cuối cùng nhé. Cuối cùng thực ra bản chất nó không khó, nhưng chỉ là vướng cái phần trợ từ ấy, sau với phần tokodo nó sẽ hơi khó một chút xíu, vì là phân tích kỹ ra thì nó phải lên đến trình độ N1 cơ. Nhưng chúng ta cứ bình tĩnh để hiểu vấn đề cái mẫu chính của tokodo đã. Nhắc đến tokodo thì nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến danh từ là gì. Tokodo là nơi, là chỗ, chỉ địa điểm đúng không ạ? Nhưng đây là ngữ pháp, chúng ta liên tưởng giúp mình về một bài chúng ta đã từng học mẫu tokodo là gì nhỉ? À, ngữ pháp bài 46 trình độ N4 đúng không nào? Ở bài 46 trình độ N4 chúng ta đã học tokodo và ngữ cảnh là gì, chỉ ra cái thời điểm đúng không ạ? Thời điểm chuẩn bị làm gì, đang làm gì và vừa mới làm gì xong. Ví dụ, taberu tokoro, chuẩn bị ăn ngay bây giờ này. Teiru tokoro, đúng lúc đang ăn. Và tabetau tokoro, vừa mới ăn xong. Công thức chuẩn bị làm gì thì là veru tokoro. Công thức mà đang làm gì, đúng lúc đang làm gì sẽ là gì? Veteiru tokoro, còn vừa mới làm gì xong là vetau tokoro. Bài đó chúng ta chỉ học dạng tokoro đề sự thôi. Tức là chúng ta sẽ không kết hợp với cái gì cả. Chỉ đơn giản là chuẩn bị làm gì, vừa làm gì, đang làm gì. Nhưng hiểu bản chất tokodo đây là một gì ạ? Một danh từ đúng không nào? Cho nên nó sẽ có thể kết hợp được với các công thức khác, các dạng ghép nối khác với cái chức năng của một danh từ. Ví dụ có thể kết hợp cùng với mẫu node hay là dakara chẳng hạn. Vì trong phần bài test hôm nay có đưa ra dạng này nên mình cũng sẽ đi qua một chút cái dạng kết hợp với node và dakara nha. Còn phần chính hơn bài hôm nay chúng ta học chính là cái cách kết hợp tokodo diễn tả đúng cái lúc đang làm gì đấy với các trợ từ. Ví dụ như là trợ từ o, trợ từ de, trợ từ e và ni. Lần lượt từ dễ đến khó nha. Một ngữ pháp 4.1, mẫu tokoro cộng với cả node hoặc dakara. Hiểu đơn giản là gì? Chúng ta dùng chính công thức tokoro học ở bài 46 nhưng mà ghép liền với cả công thức gì?
nô đê hoặc dakara để nối tiếp câu thôi, chứ không phải chỉ là dạng tokoro desu như bài bốn số học nữa. Một vài ví dụ với tokoro cộng nô đê trước nha. Ichiban kore kara hikouki ni noru tokoro nano de tsuitara renaku shimasu. Không có gì khó khăn để dịch câu này đúng không nào? Về độ tokoro thì là gì? Chuẩn bị đúng không? Vì bây giờ tôi chuẩn bị lên máy bay bây giờ, cho nên là gì? Khi nào đến nơi tsuitara thì tôi sẽ liên lạc. Thì các bạn chỉ cần chú ý điểm gì câu này thôi. Chúng ta có công thức nổ đế, vì thì phải kết hợp với gì nhỉ? Nếu danh từ thì phải là na nổ đế, nhớ kỹ điểm đó. Nên khi bạn muốn nối tokoro với nghĩa là thời điểm như thế này cộng với nổ đế thì phải là tokoro na nổ đế nha. Nhẩm cho quen ạ, tokoro na nổ đế. Ni băng, anh này đang sửa đồ và nói với khách như sau. Ima kosho no geni no shirabeteiru tokoro na nổ đế, mou sukoshi matte ne. Vì tôi đang gì ạ? Tìm hiểu điều tra cái nguyên nhân hỏng hóc ấy, nên xin hãy chờ một chút nhé. Sang băng. Densho odita tokoro nano de ato 10 phun gurai de tsukimasu. Nào tạ tokoro thì là gì thôi? Vừa mới đúng không ạ? Vì tôi vừa mới xuống xe thôi, vừa mới xuống tàu điện thôi, nên là khoảng 10 phút sau tôi sẽ tới nơi. Đây đâu phải là học mới, chúng ta chỉ là ghép công thức và dịch lại thôi đúng không nào? Tương tự với cả nổ đấy, chúng ta có thể có cách nói khác là dakara. De. Ima kara eiga ga hajimaru tokoro dakara shizuka ni shite kudasai. Vì bộ phim làm sao đây, chuẩn bị bắt đầu rồi nên xin hãy giữ trật tự đi ạ. Ni ban, ban gohan wo junbi shite iru tokoro dakara mou sukushi matte ne. Ví dụ vợ nói với chồng đi, vì em đang chuẩn bị bữa tối nên anh hãy chờ thêm một chút nhé. Sang ban, ima tabeta tokoro dakara nani mo nomitaku nai. Vì tôi vừa mới ăn xong rồi cho nên là tôi không muốn uống gì nữa cả. Quá dễ rồi nên mình không nói thêm nhiều nữa. Nhắc lại là đây chỉ là vừa ôn tập lại bài 46. Các kiến thức liên quan đến tokoro là chỉ thời điểm đúng không ạ? Chuẩn bị làm gì về độ tokoro, đang làm gì về tê độ tokoro và vừa mới làm gì xong về tạo tokoro. Kết hợp cùng với cả công thức dakara hay nổ đê thì chú ý cho mình nếu mà nối với nổ đê phải có na nổ đê, nhớ thế thôi. Còn bây giờ sẽ sang phần chính ngữ pháp hôm nay này. Đó chính là gì? Vẫn cái ý nghĩa là gì, mẫu tokoro chỉ thời điểm ý, đúng cái lúc đang làm gì, đúng lúc chuẩn bị làm gì, đúng lúc vừa làm gì xong. Có thể dịch chữ tokoro là đúng lúc đi, cho nó chuẩn về mặt ý nghĩa nhé. Nhưng mà không phải chỉ là dạng đề sự hay là nối với nổ đê hay dakara nữa, mà sẽ nối vào câu như một chức năng của danh từ bằng các trợ từ. Trợ từ e, ni, o hay de. Cái vấn đề khó, cái phần này chỉ là gì thôi, khi nào thì dùng trợ từ e, trợ từ ni, khi nào dùng de và khi nào dùng o. Nhắc lại là phần này nếu mà xét về chi tiết là thống kê trong tận ngữ pháp N1 cơ, nhưng không sao cả, cứ bình tĩnh đi cùng mình nha. Mục đầu tiên, ngữ pháp 4.2a, chúng ta sẽ đi tìm hiểu tokoro kết hợp với trợ từ e và trợ từ ni. Mình giới thiệu về hai trợ từ này đi kèm trước bởi vì nó gặp rất là nhiều và cũng có cái phần dễ nhận biết hơn một chút. Cùng tìm hiểu qua ví dụ nha. Đề chị, bạn bé đi học về nhà đúng lúc mà người bố kia nướng bánh xong và mới nói như sau. Ii tokoro ni kaette kita ne. Ima pan ga yaketa tokoro da yo. Bạn thử đoán xem nhìn ngữ cảnh tranh và vừa mình gợi ý cái ngữ cảnh dưới đây, bạn dịch nghĩa câu này là gì? Ii tokoro ni kaette kita ne. Con về đúng lúc nhỉ đúng không ạ? Ii tokoro hiểu là con về đúng lúc nhỉ. Ima pan ga yaketa tokoro da yo. Bố vừa mới nướng bánh xong đấy. Đề ni, michi ni mayotte komatte itta tokoro e keisatsu ga tori kakatta. Chúng ta có cái cụm từ mới nhá, tori kakaru là đi qua. Bạn có hiểu ngữ cảnh câu vừa rồi không? Đúng lúc tôi đang gặp khó khăn vì bị lạc đường thì chú cảnh sát đi qua để mà cái bà lão ấy hỏi ấy mà. Vừa rồi chúng ta thấy ở ví dụ 1 thì là tokoro ni, ví dụ 2 tokoro e, thì chú ý cho mình cái động từ đi kèm liền sau đó nào. Câu thứ nhất thì là gì nhỉ? Kaette kita. Đại khái là kaete là gì? Kaeru, trở về đúng không nào? Còn câu số 2, tori kakaru, mình vừa nói nghĩa là gì? Đi qua. Về cơ bản chúng ta đã từng học thì những cái động từ nào thường đi với trợ từ e hoặc ni nhỉ? À, e thì chúng ta học từ bài 5 của N5 rồi, ni thì chúng ta hiểu là sau này có thể thay thế được cho e trường hợp đó. Cơ bản là những cái động từ gì? À, những động từ di chuyển như là gì? Iku, kuru, kaeru. Và thêm một từ mình vừa đưa là gì? Tori kakaru, đi qua như vừa rồi chẳng hạn. Hoặc là ở N3 các bạn sẽ gặp nhiều một cái cụm đó là yatte kuru nữa. Yatte kuru cũng chỉ hiểu là đến thôi. Đúng lúc với một
thì vế 2 đi, đến, về, tới hoặc đi qua. Bạn sẽ điền tokoro e hoặc ni khi mà các động từ phía sau thường là các dạng động từ di chuyển như là kuru, iku, kaeru hay từ vựng hôm nay mới học tori kakaru đi qua hoặc là yatte kuru cũng là đến. Công thức thường gặp sẽ là dạng teru hoặc là ta, tức là đúng lúc đang làm gì hoặc là vừa mới làm gì, có thể tồn tại cả tei ta. Và tính từ đuôi y giống như trường hợp là i tokoro, giống như ví dụ một vừa nãy mình đưa ấy, i tokoro ni kaete kitane, về đúng lúc nhỉ hay đến đúng lúc nhỉ. Tokoro e hay ni thì các bạn có thể dùng cả hai. Nếu các bạn thấy gọi là khó dùng thì có thể chỉ dùng ni thôi cũng được, bởi vốn dĩ ni có thể thay thế cho e trong các trường hợp mà đi kèm với động từ di chuyển mà. Cứ nhớ cho mình nha, nếu với hai là các động từ di chuyển như kuru, iku, kaeru, tori kakaru hay yatte kuru chẳng hạn, sẽ còn nhiều động từ khác nhưng tại khái là từ di chuyển ý, thì trường hợp này chúng ta sẽ chọn trợ từ đây là gì? Ni hoặc e nhé. Cùng dịch với mình vài ví dụ cho quen nha. Deji chodo shigoto ga owatta tokoro e tomodachi ga kimashita. Dịch thế nào câu này nhỉ? Bạn tôi đã đến đúng lúc mà, chodo là vừa đúng lúc thôi nhá, vừa đúng lúc mà tôi kết thúc công việc xong. Bạn tôi đến đúng lúc tôi vừa kết thúc công việc xong. Ni ban kokusori game o shiteiru tokoro ni okasan ga kaette kita. Mẹ về đúng lúc tôi đang chơi game, đang lén lút chơi game. San ban ii tokoro ni kite kureta ne taikutsu shiteitan da yo. Thì thế nào nhỉ? Cậu đến đúng lúc thật đấy nhỉ. Thêm kuremasu thì là đến đúng lúc giúp tớ ấy, kiểu như là vì sao đây? Taikutsu là gì? Chán trường, tớ đang chán trường lắm đây. Yon ban chodo Yamada san no uwasa o shiteiru tokoro ni honnin ga yatte kita. Đúng lúc mà đang nói về cái tin đồn của anh Yamada ấy, thì honnin đây hiểu là cái người được nhắc đến, chính là anh ấy đấy. Yatte kita, đến. Đó, các bạn quan sát các ví dụ rồi đều thấy động từ đằng sau là gì đây nhở? Động từ di chuyển như là gì? Câu thứ nhất kita, câu thứ hai kaete kita, câu thứ ba vẫn vậy kite, kite kudemasu, nói chung là từ kimasu thôi. Và câu số 4, yatte kimasu. Các bạn chú ý nhé, những trường hợp động từ đằng sau là động từ di chuyển, chúng ta sẽ điền được là e hoặc ni. Đúng lúc làm gì đấy thì ai đó đến, tới, về, đi qua. Nghe như vừa rồi cô giảng thì em thấy cũng bình thường, làm gì mà khó. Từ từ đã nha, không phải chỉ mỗi các tình huống như vừa rồi là có tokoro e hoặc ni đâu. Chúng ta đi tiếp này, dạng mở rộng nhé. Thực ra thì các cái phần mở rộng ý, có thể nói là nó hơi cao cấp một chút, nó có thuộc ngữ pháp N1, nên nếu bạn nào mà cảm thấy nghe các phần sau mà hơi lú quá, mệt quá rồi thì có thể là chỉ cần nghe qua thôi, nghe để biết, còn khi nào chúng ta cần ôn lại sau ạ. Có hai phần mở rộng liên quan đến tokoroe và ni này, chúng ta cùng quan sát ạ. Phần mở rộng thứ nhất, quan sát có ví dụ sau cho mình ạ. Picnic ni ikoto shita tokoro ni ame ga futte kita. Có một cái công thức nhỏ đan xen trong phần này mà ở N4 chưa học, nhưng hôm nay mình sẽ giảng qua thôi. Chúng ta có cụm picnic ni ikoto shita tokoro ni. Ikoto shita ở đây ikimasu chia thể iko kê thể ý hướng thành iko cộng to shita. Tokoro thì là đúng lúc, đúng lúc định đi picnic. Nhớ cho mình cái cụm thể ý hướng cộng to shita hoặc là to shite ita nhá, cộng tokoro sẽ là đúng lúc định làm gì hay đang định làm gì. Chia để ý hướng cộng toshita hoặc toshiteita nhé. Đúng lúc định đi picnic thì trời đổ mưa. Một ví dụ khác này, chodo dekakeyo toshiteita tokoro e tomodachi ga kita. Đúng lúc chúng tôi đang định đi ra ngoài thì bạn đến. Dekakemasu, đi ra ngoài này, chia sang thể ý hướng là dekakeyo, được chưa ạ? Cộng toshiteita tokoro, đúng lúc đang định làm gì thì ai đó đến. Câu 2 chắc là dễ để làm hơn, bởi vì kể cả không có cái dạng định làm gì kia thì ta thấy đuôi sau là động từ đến khi tạ thì dễ rồi. Còn câu trên là gì, trời đổ mưa thì có thể là không phải động từ di chuyển như thế nhưng vẫn đang dùng là gì, tokoro ni. Thì chúng ta hiểu chung một cái quy ước công thức ở phần này là gì, mở rộng thứ nhất không phải là chỉ đi với các động từ di chuyển nhá, mà là gì, công thức đúng lúc định làm gì hay đang định làm gì thì vế 2 xuất hiện làm gián đoạn. Cụ thể công thức sẽ là gì? Động từ chia thể ý hướng cộng với cả toshita hay toshiteita cộng tokoro ni hoặc tokoro e vế 2. Vế 2 đây là sự xuất hiện làm gián đoạn vế 1. Đi vào ví dụ thêm để dễ hiểu hơn nào. Chodo neyo toshita tokoro ni denwa ga kakatte kita.
đúng lúc đang làm gì đấy, định làm gì nhỉ? Neyo toshita, đúng lúc tôi định đi ngủ thì có điện thoại gọi đến. Deni kaero toshita tokoro ni jōshi ni yobarete shimaimashita. Đúng lúc tôi định làm ra đây, kaero, tôi định về thì bị sếp gọi lại. Sangbang shokuji shiyō to shite ita tokoro e tomodachi ga biru o motte kita. Đúng lúc tôi đang định ăn cơm thì bạn mang bia đến. Yongbang game o shiyō to shita tokoro ni oya ga kaette kita. Đúng lúc tôi định chơi game thì bố mẹ về. Đại khái là nếu như bạn thấy bài thi mà có dạng thức là gì, về ý hướng, chia thể ý hướng cộng với cả toshita hay toshiteta, xong vế 2 là một cái vị đấy làm gián đoạn vế 1, thì chúng ta sẽ điền là tokoro ni hoặc e. Đó là phần mở rộng thứ nhất. Phần mở rộng thứ hai thì chỉ đi riêng với cả tokoro e thôi. Đó là gì? Cái tokoro e này nó sẽ có một chức năng nó tương đương với cả sore ni hay sara ni, là thêm nữa, thêm vào đó. Đúng lúc đang vế 1 ý, thì lại phát sinh thêm vế 2. Công thức chúng ta có sẽ là vế tê đụ, vế tạ hoặc là tính từ đuôi y tokoro e. Vế 2 là một việc phát sinh thêm. Cái này rất là ít gặp thôi nên chúng ta chỉ cần nghe qua để biết nhé. Ví dụ này. Bimbo de komatte iru tokoro e haha ga byoku ni natte shimatta. Đúng lúc đang gì kia, bimbo de komatte iru đang gặp khó khăn vì nghèo khổ ấy, thì lại phát sinh thêm việc là gì? Mẹ tôi bị bệnh. Đúng lúc đang gặp khó khăn vì nghèo khổ thì mẹ tôi lại bị bệnh. Tức là cái việc mẹ tôi bị bệnh là cái việc phát sinh thêm đúng lúc cái vế 1 là đang khó khăn kia. Khi đó chúng ta sẽ dùng là tokoro e. Deni nagai shichō kara kaeta tokoro e mata muzukashi shigoto o meijirareta. Đúng lúc tôi vừa trở về sau một chuyến shichō công tác dài thì lại meijirareta bị giao thêm cho công việc khó. Hiểu là phát sinh thêm ấy, đúng lúc trở về đang kiểu mệt mỏi vì cái chuyến công tác dài rồi thì lại bị giao thêm việc. Đó thì những tình huống đó chúng ta thấy kể cả đằng sau không phải là động từ di chuyển thì vẫn đang là trợ từ gì kia tokoro e nha. Nhắc lại đây là dạng mở rộng khá là khó, gặp cả trên N1. Nên có thể đi thi sẽ không thấy đâu. Đi thi chắc là chúng ta sẽ cơ bản là thấy là gì? Đằng sau đó là các động từ di chuyển như là kuru, kaeru, te kuru kiểu như vậy. Thì là chúng ta sẽ điền là ni hoặc e. Ngoài ra thì cái phần mở rộng thứ nhất ý, chính là phần gì? Động từ chia thể ý hướng cộng với cả toshita hay toshiteta tokoro cũng sẽ thường là tokoro ni và e. Các bạn chú ý nếu gặp phía trước nó là thể ý hướng cộng toshita, toshiteta thì cũng chọn là ni và e. Nhưng tất nhiên vế đằng sau là cái vế chen ngang thêm vào làm gián đoạn vế 1 nha. Chứ còn không phải là toàn bộ các lúc mà thấy có thể ý hướng cộng toshita như vậy đều là tokoro ni và e đâu. Lát chúng ta gặp thì mình sẽ lại giải thích lại thêm sau. Nếu là dạng định làm gì đấy nhưng cái gì đấy gián đoạn thì sẽ là tokoro ni và e. Sao rồi ạ? Bình tâm lại và đi tiếp nha. Chúng ta chuyển sang một cái trợ từ đi kèm thứ hai chính là tokoro de. Khó ở chỗ là gì? Không phải là cứ thấy e là động từ di chuyển thì chắc các động từ thường khác thì là đi với de rồi. Không phải đâu nha. Chúng ta cùng quan sát qua ví dụ này. Có một anh chàng này xếp hàng dài từ rất là lâu để đợi mua một cái sản phẩm limit từ giới hạn chẳng hạn đi. Đại khái là anh ấy đợi mua hàng. Nhưng mà đến đúng đến lượt của anh ấy thì lại bị làm sao đây? Hết hàng. Chúng ta sẽ có câu nói như sau. Watashi no ban made kitta tokoro de urikire ni natta. Urikire là bán hết hàng ấy. Còn phía trước là gì đây? Watashi no ban made kitta. Đúng lúc đến lượt tôi thì lại hết hàng. Nhấn mạnh là gì? Không phải là đến gần đến lượt đâu mà đúng lúc vừa đến lượt tôi một cái thì là hết hàng luôn. Chưa rõ làm nếu không thêm một câu nữa nha. Kare wa kiyoshitsu ni haita tokoro de totsuzen taorete shimatta. Đúng lúc anh ấy vừa bước vào lớp thì đột nhiên bị ngã. Ở đây không hẳn là không thấy động từ di chuyển thì chúng ta không điền e ni mà điền de đâu, mà chúng ta sẽ hiểu cái tokoro de ở đây chức năng là gì. Là vế 2 nó xảy ra ngay đúng lúc cái vế 1 nó vừa kết thúc xong. Mẫu này chỉ gặp với cả vế tạ tokoro thôi, bởi vì cái vế 1 nó vừa xảy ra xong mà. Vừa xảy ra xong thì vế 2 nó xảy ra ngay lập tức. V1 chia thể tạo tokoro de, rồi vế 2 xảy ra ngay lập tức. Vừa mới đến lượt tôi xong, đúng lúc vừa đến lượt tôi xong thì hết hàng. Đúng lúc vừa mới bước vào lớp một cái thì là bị đột nhiên bị ngã. Nhớ cách dùng của tokoro de này nhé. Vế 2 xảy ra ngay tức khắc, đúng lúc vế 1 vừa kết thúc xong
nhắc lại chỉ có dạng V tạo tokoro de mà thôi. Đi thêm một số câu ví dụ để dễ hiểu hơn phần tokoro de này nào. 1番 Isoide densha ni notta tokoro de doa ga shimatta. Cửa đóng lại đúng lúc tôi vừa chạy vội lên xe. Tôi vừa chạy vội lên xe xong thì cửa đóng lại. 2番 Hanashi ga omoshiroku natte kita tokoro de drama ga owatte shimatta. Đúng lúc câu chuyện trở nên thú vị thì bộ phim kết thúc. Tức trước đó câu chuyện không hề thú vị, vừa mới trở nên thú vị thôi, đúng lúc vừa trở nên thú vị thôi thì bộ phim lại kết thúc mất. 3番 3番 ちょうど mail を送ったところで電池が切れた. Đúng lúc vừa mới gì đây, gửi mail xong thì máy tính hết pin. Hiểu là ngay lập tức luôn, vừa mới gửi mail xong một cái là hết pin ngay. Ví dụ tiếp theo là một câu trong sách đưa ra này. 楽しみにしていたテレビドラマが始まったところで電話が鳴った. Điện thoại điện thoại đổ chuông, kêu lên ý, rung chuông lên. Ngay đúng lúc mà gì cái bộ phim mà tôi mong đợi bấy lâu vừa mới bắt đầu. Chờ mãi để được xem phim, đang thèm xem lắm rồi thì đúng lúc mà phim vừa bắt đầu xong thì điện thoại lại kêu lên. Và điện thoại kêu lên thì phải nghe máy và nói chuyện, tức là sẽ gì bỏ lỡ mất bộ phim. Câu số 5. Yume wa kare ni kiss shiyou to shite ita tokoro de owatta. Quá nhỏ. Yume giấc mơ đã owatta kết thúc đúng cái lúc mà gì tôi vừa định gì, định kiss, định hôn anh ấy. Giấc mơ đã kết thúc đúng lúc tôi đang định hôn anh ấy. Thì chúng ta đang lưu ý là gì, cũng có thấy dạng là đang định làm gì đúng không ạ? Kiss shiyou to shite ita. Nhìn thấy không nào? Nhưng không phải là điền ni hay là e. Vì sao? Làm nào để phân biệt? À bởi vì là ni và e thì là một cái gì đấy. Ví dụ là bạn đến hay điện thoại đổ chuông đến đúng cái lúc mà gì tôi đang định làm gì. Tức là nó sẽ làm gián đoạn với hai, xảy ra làm gián đoạn với một. Còn cái trường hợp này thì giấc mơ ấy, nó kết thúc, không thể mơ tiếp được nữa. Nó kết thúc tại cái lúc đó nên là sẽ là D nha. Nhìn chung là các bạn không cần quá lo đâu, bởi vì là trình độ N3 này chưa cao cấp như N2, N1 nên trong đề thi người ta sẽ cũng không quá đánh đố các bạn. Sẽ chỉ để những cái dạng chọn đáp án mà dễ dàng để chọn cho phần này thôi. Bởi vì ngay chính sách này đây thôi đưa ra nhưng mà cũng rất là ai mai, không có nói rõ là khi nào dùng O, dùng D, dùng Ni, dùng E cả, mà chỉ đưa một vài ví dụ cũng rất là mơ hồ. Nên người ta cũng không dám đưa vào đề như thế đâu, yên tâm nhé. Còn nếu như theo phần giảng của mình như vừa rồi, các bạn hiểu rồi chưa ạ? Khi nào dùng D nhỉ? À, khi mà cái hành động với hai nó xảy ra ngay lập tức, đúng cái lúc với một nó vừa xảy ra xong. Và tất nhiên chúng ta để ý đuôi thì cũng không phải là dạng thức động từ di chuyển rồi. Sau phần trợ từ cuối cùng, đó là tokoro. Phần này thì cũng dễ hiểu thôi. De o mite kudasai. Hãy nhìn ví dụ nào. De chi waruji o itteru tokoro o kikarete shimatta. Hai chị này đang nói xấu về một người. Và đúng lúc đang nói xấu như vậy thì bị người kia nghe thấy. Theo các bạn, bị như thế rồi thì có thể tiếp tục nói xấu anh ấy được nữa không? Trong lúc đó ấy ạ, à không thể đúng không nào? Đi tiếp ví dụ nữa thì tí mình đưa ra kết luận sau nha. Đề ni tabako sutteiru tokoro o sensei ni mitsukarimashita. Bị thầy giáo bắt gặp phát hiện đúng lúc đang hút thuốc lá. Cả hai câu đều chỉ cần gì nhỉ? Bị với hai. Câu một thì là bị nghe này, bị nghe thấy này. Câu hai bị bắt gặp phát hiện đúng lúc đang với một. Vì đúng lúc đang làm gì đó thì bị làm sao nên chỉ có dạng thức là teiru thôi, nhớ kỹ nhá, teiru tokoro. Còn với hai thì sao? Với hai xảy ra thì khiến với một không thể tiếp tục được. Nhìn thấy không nào, câu một đúng không ạ? Đang nói xấu thì bị nghe thấy thì không thể tiếp tục được này, đang hút thuốc lá thì cũng bị phát hiện nên không thể tiếp tục được nữa. Và nó thường là những cái động từ gì? À, bắt gặp phát hiện. Ví dụ động từ sau. Miru nhìn thấy này, có thể chuyển thành bị động từ là mirareru. Mitsukeru phát hiện, mitsukaru hiểu là bị phát hiện, bị nhìn thấy. Mikakeru cũng là bắt gặp. Hoặc hakkensuru cũng là phát hiện. Tsukamaru bị tóm, hoặc là tsukamaeru tóm bắt ai. Nhìn chung là các cái kiểu như mà chúng ta phát hiện, tìm thấy, tóm được cái gì đó, hoặc là bị nhá, câu bị động cũng được, tùy vào cái ngữ cảnh thôi. Chúng ta có thể dùng chủ động hoặc bị động đều được, nhưng mà là các động từ như vừa rồi thì thường sẽ đi kèm với cả tokoro, đúng lúc đang làm gì đấy thì bị làm sao, hoặc là bắt gặp đúng lúc đang làm gì. Là câu bị động thì dịch là gì? Bị với hai đúng lúc đang với một, mà là câu chủ động thì là
bắt gặp, phát hiện, tìm thấy gì đấy đúng lúc đang về một. Đi ví dụ cho nó dễ hiểu hơn đi. Để chị, 私はその子をお金を盗んでいるところを見つけた。Dịch như nào nhỉ? Tôi đã 見つけた. Phần này là chủ động nên chúng ta sẽ dịch là tôi đã bắt gặp. Tôi đã bắt gặp đúng lúc mà cái Sonoko cậu bé đó đang lấy trộm tiền. 2 番, 犯人は店から出ているところを警察に捕まえられた. Câu này là câu bị động thì dịch là gì đây? Tên tội phạm đã bị cảnh sát bắt đúng lúc mà đang đi từ cửa hàng ra. 3 番, 姉の日記を読んでいるところを母に使ってしまい叱られた. Tôi đã gì đây? 使ってしまい là bị bắt gặp đúng không ạ? Bị mẹ bắt gặp đúng lúc đang đọc nhật ký của chị gái và tôi đã bị ăn mắng. 4 番, 試験中、隣の人の答えを見ているところを先生に注意された. Đây là câu trong sách đưa ra đó ạ. Dịch nghĩa là gì nhỉ? Trong giờ thi thì tôi đã bị thầy giáo nhắc nhở đúng cái lúc mà đang nhìn vào đáp án của người bên cạnh. Phần tokoro này thì khá là rõ ràng về ngữ cảnh nên chúng ta chắc là dễ hiểu rồi đúng không ạ? Tuy nhiên phần này cũng có một cái mục mở rộng cũng rất hay dùng, nhất là trong hội thoại. Chúng ta lưu ý thêm cho mình phần sau nha. Để を聞いてください. Để chị, お忙しいところを聞いていただき誠にありがとうございます. Các bạn có dịch được không nhỉ? Nào, tôi vô cùng biết ơn, tôi vô cùng cảm ơn ngài vì đã gì ạ? Kite itaraki, hiểu là te moraimasu ấy, đã đến giúp chúng tôi, đến công ty chúng tôi chẳng hạn đi, vào đúng cái lúc mà ngài rất là bận rộn. O isogashi tokoro, được chưa ạ? De ni, o isogi no tokoro sumimasen, chotto ukagatte mo yoroshii deshou ka? Đúng lúc anh đang vội thì tôi rất là xin lỗi, nhưng mà tôi có thể hỏi một chút được không ạ? Sanban, o yasumi chiu no tokoro o orengwa shite sumimasen. Tôi xin lỗi vì đã gọi điện đến cho anh đúng lúc anh đang nghỉ ngơi ạ. Để không, tabete iru tokoro moshiwake nai n da kedo. Kore nitsuite kuwashiku setsumei shite kuremasen ka? Moshiwake nai cũng là xin lỗi, dạng nói trang trọng đấy ạ. Tôi xin lỗi vì đúng lúc anh hay chị đang ăn tabete iru đúng không nào? Nhưng mà anh chị có thể giải thích chi tiết giúp tôi về cái này được không? Bốn ví dụ mà mình vừa đưa ra thì không hề phải là bắt gặp hay bị bắt gặp đúng lúc đang làm gì, mà đều là cái kiểu gì đây nhỉ? À, ai đó xin lỗi hay cảm ơn hoặc là nhờ vả việc gì đấy đúng lúc đối phương đang như thế nào. Khi đó cũng sẽ dùng tokoro o. Thường gặp rất nhiều trong cái phần hội thoại kinh doanh, giao tiếp cho công ty. Bởi vậy nên chúng ta sẽ thường gặp với các cái dạng nói trang trọng dùng kính ngữ nhiều. Ví dụ một này, o isogashi tokoro. Isogashi tiêu đôi y được chưa nào? O isogashi, kính ngữ lên. Dạng thức thứ hai là o isogi no tokoro, tức là o với mát sự bỏ mát thêm no tokoro. Hay o yasumi chiu no tokoro, o với mát sự bỏ mát cộng chiu no tokoro. Tabete iru tokoro thì là vete iru thôi. A i thì giữ nguyên y, ana thì có na, danh từ thì có no, bởi vì tokoro là một danh từ. Vì đang giảng về tokoro o nên tất nhiên mình nhấn vào o, nhưng thực tế thì mẫu này đối với cái trường hợp mà cảm ơn xin lỗi đúng lúc đang làm phiền ai đấy hay làm gì ý, thì chúng ta có thể bỏ o đi cũng được. Bạn nhìn thấy o trong ngoặc không ạ? Tokoro o hoặc không có o cũng được nha. Vế hai thì là xin lỗi, cảm ơn hoặc là nhờ vả điều gì đấy. Xin lỗi, cảm ơn, nhờ vả đúng lúc đối phương đang làm gì, đang bận, đang ăn cơm, đang nghỉ. Dạng hay gặp nhiều nhất sẽ là arigato gozaimasu hoặc là moshiwake arimasen, xin lỗi hoặc cảm ơn. Nhớ là có thể lược o sau tokoro nha. Nhưng mà đang học về trợ từ o thì thôi cứ giữ nguyên nó đi ạ. Dịch thêm một vài câu phần này cho quen hơn nhé. Ichiban. O isogashi tokoro o go annai itadakimashite, makoto ni arigato gozaimasu. Annai là gì? Hướng dẫn thôi. Thật lòng vô cùng cảm ơn anh vì đã hướng dẫn tôi trong lúc đúng lúc anh đang bận rộn. 2 番, お休みのところ返事をくれてありがとうございます. 返事 là gì? Phản hồi, hồi âm ý. Cảm ơn bạn đã phản hồi tôi đúng lúc bạn đang trong ngày nghỉ. お休みのところ. 3 番, 休憩しているところ申し訳ないんだけど、鍵の資料がどこにあるか教えてくれませんか? Dịch như nào đây? 申し訳ない, tôi xin lỗi vì đã làm phiền đúng lúc 休憩, đúng lúc anh chị đang nghỉ giải lao, thế nhưng mà có thể
Oshiete kuremasen ka, có thể chỉ cho tôi biết xem là cái tài liệu cuộc họp đang ở đâu không ạ? Rồi, sau một hồi giảng về các trợ từ đi kèm với tokoro gồm có tokoro e, tokoro ni, tokoro de và tokoro, có gồm các phần mở rộng nên hơi khó một chút, nhưng mà về phần cơ bản thì các bạn nắm được rồi chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thử nha, xem đã hiểu chưa bằng cách cả làm cho mình bài test sau đây. Bài tập chọn đáp án đúng. Mình sẽ chưa chữa ngay đâu, các bạn sẽ dừng màn hình lại nhé. Video thời lượng quá dài rồi, mình không thể để thêm thời lượng trên video các bạn làm được, nhưng mà hãy dừng màn hình lại đi ạ. Tự làm sau đó quay lại xem phần chữa của mình nào. Trước khi làm, nếu được thì nhẩm lại toàn bộ các phần trợ từ vừa rồi đi ạ. Khi nào thì dùng ni, e, khi nào dùng de, khi nào dùng o. Ides ka, yoku dekimashita ka, được chưa ạ? Các bạn làm tốt rồi chứ? Chữa bài nha. Ichiban, gohan o tabeteiru, tomodachi ga asobi ni kita. Tokoro de, tokoro ni, hay tokoro o. Gì ạ? Thì đáp án nào nhỉ? Đáp án đúng chính là tokoro ni. Vì sao? Vì chúng ta thấy có đuôi rõ ràng đằng sau là gì? Kita, đúng không ạ? Bạn đến chơi đúng lúc đang ăn cơm. Quá dễ rồi. Ni bang. Ni bang. Sono kodomo wa kuki o nusundeiru. Mitsukatta. Kantan desho. Con này cũng dễ rồi. Là gì đây nhỉ? Đứa bé đó đã bị phát hiện đúng lúc đang ăn trộm bánh cookie. Vậy phải là gì rồi? Tokoro o desu ne. Sang bang. I nani ni kita ne. Ima chodo suika o kittan da yo. Issho ni tabe yo. Hiểu câu này là gì đây? Đến đúng lúc thế nhỉ? Tớ vừa mới bổ dưa hấu xong đấy, cùng ăn nào. Đáp án có tokoro de, tokoro o và tokoro e thì chắc chắn sẽ điền là tokoro e desu ne, bởi vì chúng ta thấy là gì? Kita, đúng không ạ? I tokoro e kita ne, đến đúng lúc nhỉ. 4 番 ofuro ni hairou to shita nanyan ni joushi kara dengo ga kakatte kita. Nào, ofuro ni hairou to shita hiểu là gì? Đúng lúc định vào bồn tắm, đúng không ạ? Đúng lúc định tắm bồn thì có điện thoại từ sếp gọi đến. Hiểu là làm gì đây? Gián đoạn cái việc anh ấy đi tắm, nên chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào thích hợp nhất ạ? Tokoro ni desu ne. Câu cuối cùng thì sao? Marathon runner wa goal ni toshaku shita nanyan ni taorete shimatta. Toshaku là về đến đích, goal là đích nhá. Đúng lúc mà marathon runner, cái vận động viên marathon ấy, thì vừa về đến đích thì làm sao? Anh ấy bị ngã mất. Hiểu là gì nhở? Đúng lúc vừa kết thúc cái việc là về đến đích thì bị ngã, xảy ra ngay lập tức, tức là phải dùng gì? Tokoro de. Kantan desho, dễ đúng không? Đi thi sẽ chỉ kiểu như vậy thôi, chứ không quá đánh đố các bạn đâu. Cái phần vừa rồi mình đưa ra chỉ là tiện mất công soạn bài, giảng bài thì soạn kỹ một thể cho các bạn hiểu thôi. Chứ còn đó, các bạn vừa làm được bài vừa rồi xuất sắc thì chứng tỏ là các bạn sẽ làm tốt trong đề thi. Tada! Ngữ pháp N1 chương trình N3 giáo trình Shinkansen Master của tiếng Nhật cô làm đến đây là kết thúc. Hơi nhọng một xíu vì đúng bài mở đầu lại vớ ngay cái bài mà nhiều công thức. Xét là có 4 công thức đấy, nhưng mà thực ra công thức số 1, số 2 tách ra làm đôi thành 4 công thức rồi. Có mỗi số 3 là dễ, còn số 4 thì lại bôi ra thêm một đống mảng về các trợ từ đi kèm. Cho nên bài mới dài dằng dặc như thế này thôi, chứ không phải là bài nào cũng kinh khủng khiếp như vậy đâu ạ. Xin đừng có chê là ô cô này dạy dài lê thê mệt quá, đừng có chê thế nhá, mình ngồi quay còn mỏi hơn nhiều. Hiện giờ đang là tháng thứ 7 của thai kỳ đó các bạn, mà cứ phải thẳng tưng cái lưng lên để quay đây này. Người dạy ngồi quay cất công đủ thứ, đã không kêu thì học cấm có kêu đấy. Mà ngược lại phải làm gì? Bây giờ việc của các bạn là phải ôn lại bài thật kỹ, nhớ xem lại từng mục ngữ pháp rồi hoàn thành các bài tập. Về phần bài tập trong sách ý, thì là sau bài 2 người ta mới in cho các bạn, nhưng người ta cũng chia ra làm bài tập của bài 1, bài tập của bài 2, sau đó mới trộn bài tập 2 bài. Bạn nào thích thì có thể là làm luôn. Cũng công bố luôn là nếu bạn ngại mua sách thì cũng không cần mua đâu, bởi vì là tất cả các bài tập trong sách mình đã chuyển thành dạng trắc nghiệm trên web rồi nha, những cái nội dung mà trong sách đưa ra ấy ạ. Nhưng phần đó sẽ up ở cái mục bài tập tổng của bài 1, bài 2. Còn dưới mỗi bài, tức dưới bài 1 này, các bạn sẽ thấy là gì? Quay trắc nghiệm chính là bài tập mình tự soạn thêm. Mặc dù không có quá nhiều đâu, nhưng đủ các bạn ôn lại kiến thức của toàn bài, bởi vì là trong quá trình dạy mình đã lấy quá nhiều ví dụ rồi, nên là cái bộ não hiện giờ của mình nó cũng chỉ nghĩ thêm được có thế thôi. Chắc là cũng đủ để kỹ lắm rồi nhỉ. Một đôi lời muốn ngỏ là hiện giờ là mình đang gấp rút ghi hình cho kịp khóa N3 trước khi sinh em bé, cho nên là mình xin phép được cắt một cái phần mọi khi N5, N4 hay có ở cuối bài, chính là phần tổng ôn lại kiến thức của bài.
Thay vì mọi khi mình ôn giúp các bạn, ôn cùng các bạn, bây giờ các bạn sẽ tự giác nhá. N3 học phải tự giác hơn một chút này. Chúng ta sẽ tự nhẩm lại kiến thức toàn bài. Nhẩm đây nghĩa là gì? Đầu tiên là các bạn sẽ xem lại bài giảng, sau đó thống kê các công thức. Sau đó là gì? Chúng ta sẽ gấp hết tài liệu liên quan lại và tự nhẩm trong đầu thôi. Hôm nay học bài cũng có những cái gì? Công thức nào? Những điểm gì chú ý? Và có những cái so sánh giữa mẫu câu ra sao? Đại loại là tự thống kê lại toàn bộ một bài. Nếu bạn tự nhẩm được như vậy thì cái hiệu quả học ngữ pháp sau một bài đó sẽ rất là cao. Nhắc lại, ngữ pháp N3 sẽ không khó, nhưng mà vì nó chồng chất và có những pháp giống nhau ấy nên sẽ hay bị nhầm, nên chúng ta phải chú ý nha. Khi làm test mà có câu nào cảm thấy là ai mai, tức là mơ hồ, không rõ, chưa hiểu lắm thì phải xem lại, đánh dấu và xem lại ngay, xem tại sao chỗ đấy mình chưa hiểu. Rốt cuộc là lý do vì sao chọn đáp này không chọn đáp án kia, phải tìm hiểu bằng được rồi mới được phép chuyển sang bài khác nhé. Một điểm nữa mà mình rất mong muốn các bạn làm giúp mình đó là gì? Khi làm test trên web ý, cố gắng làm đến bao giờ đạt 10 trên 10 thì thôi. Tức là nếu có 10 câu thì phải đạt full điểm nhá. Không phải là yêu các bạn đúng như vậy hết được ngay lần đầu tiên. Bạn nào mà đúng ngay lần đầu tiên thì comment giúp mình nha, để hiểu là bài giảng của mình đã có hiệu quả. Còn những bạn nào mà chưa đúng ngay từ đầu tiên cũng không sao cả, chúng ta bình tĩnh ôn lại bài. Chỗ nào còn sai thì sẽ đi nghiên cứu xem tại sao sai. Những lần sai như vậy sẽ nhớ lâu hơn những câu đúng đó. Nghiên cứu lại này và làm lại đến bao giờ mà web báo đúng hết thì thôi mới được phép chuyển sang bài tiếp. Nhớ điều đấy nha. Hôm nay bài dài quá rồi nên không luyên thuyên thêm nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chăm chỉ lắng nghe theo dõi bài giảng của mình. Vì mình vừa phải ghi hình, vừa phải nhìn slide và nhẩm câu, nên nếu chẳng may trong quá trình dạy mà có đọc nhầm chi tiết nào đấy thì cũng mong các bạn bỏ qua nha. Bao giờ sinh em bé xong thì mình sẽ sửa lại lỗi ạ. Đây là bài học thử mở miễn phí, cho nên là nếu như bạn xem xong video này mà cảm thấy là ngữ pháp N3 Lam Sensei giảng hiệu quả, phù hợp với mình thì hãy đăng ký liền tay gói N3 của Lam Sensei nha. Không chỉ có ngữ pháp mà các phần khác như là từ vựng, kanji, mọi thứ trong phần ôn thi N3 đều được thiết kế rất là tỉ mỉ và chi tiết nhất có thể. Các bạn hãy xem phần học thử của từng mục rồi quyết định đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video gần nhất. Chào nè!